Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 65. Mẹ kiếp, nói nhiều làm gì, muốn chiến thì chiến đi. Tần Lâm cau mày lại, nhấc cây kiếm lên lao thẳng về phía trước. Hai bố con phối hợp rất ăn ý, không hề do dự, Tần Lâm ở bên trái, Tần Chỉ ở bên phải. Tần Lâm tung cú đấm, sức mạnh như vũ bão, không ngừng đập về phía bọn họ, bảy người khỏe như trâu, tất cả đều được lĩnh hội tinh túy của người Tam Tinh. Kỳ thực bọn họ chính là người Tam Tinh bởi vì họ là con trai của Long Luân Tư Lạc, trong người chảy dòng máu của người Tam Tinh, bọn họ tự nhận mình là người Tam Tinh cao quý, không thể nào thay thế được. Nhưng thực lực của Tần Lâm đã đạt đến trình độ của cao thủ thất mạch, tiến bộ thần tốc, thậm chí còn cao hơn cả bố, đây cũng là lý do anh dám tự tin đi đến hòn đảo một mình. Cú đấm của Tần Lâm không to hơn đám người này nhưng sức mạnh lại không hề thua kém, một đấu ba, từng cú đấm liên tiếp tung ra. Bọn họ hoàn toàn không dám tiến công. Còn Tần Chỉ cũng đấu với bốn tên, lúc này thân là một người bố, ông không thể đùn đẩy trách nhiệm được, bị bảy tên cao thủ vây đánh, ông càng không thể lơ là mất cảnh giác. Bây giờ ông đã không còn là tướng thua trận ở dãy núi Đại Hưng An nữa rồi, ban đầu nếu không phải do thể lực của bản thân đạt đến cực hạn thì đã không bị đám người này đánh bại. Hôm nay tiếp tục chiến đấu một lần nữa, Tần Lâm đã được chứng kiến sức mạnh của bố. Trước mặt hai người họ bảy người con của Long Luân Tư Lạc chẳng là cái thá gì cả. Tần Lâm dùng một tay kẹp chặt tên cao thủ Long Nhất, đập mạnh vào lồng ngực của gã, sắc mặt của Long Nhất biến đổi, phun ra một ngụm máu, loạng choạng lùi về sau, biểu cảm vô cùng kinh hãi. Đáng ghét, tránh ra cho tôi. Long Tam theo sau, đến cứu viện cho anh cả, nhưng Tần Lâm không cho hắn cơ hội, anh đánh liên hoàn, quyền phong chí mạng, bả vai của hắn bị Tần Lâm tách làm đôi. Đôi mắt toát lên sự kinh hãi. Một mình Tần Lâm đấu ba người mà không hề có chút áp lực, thậm chí còn ổn định chiếm được ưu thế, lúc này Tần Chỉ cũng không phải ngoại lệ, khí thế của ông không hề thua kém con trai, bốn người con của Long Luân Tư Lạc liên tục thua cuộc, có một tên đã bị Tần Chỉ chặt đứt cánh tay, hắn gào lên vô cùng thảm thiết. Tần Lâm từng bước áp sát, lúc này họ đã không còn chút áp lực nào nữa, ngược lại bảy tên kia lại rơi vào thế bị động. Sự ngạo mạn hống hách lúc nãy biến mất trong phút chốc, trong giây phút này, sắc mặt của bọn chúng rất khó coi, đặc biệt là Long Luân Tư Lạc, các người con đều do hắn một tay chăm sóc huấn luyện, đều là cao thủ thực sự, hơn nữa đã kế thừa thực lực của người Tam Tinh, không ngờ lại không thể đánh bại được hai người họ. Long Luân Tư Lạc cuộn chặt nắm đấm, sắc mặt u ám, lửa giận ngút trời, nhưng thực sự là như thế, mặc dù bảy người con trai của hắn đánh nhau rất giỏi nhưng lại thua bố con Tần Lâm. Hắn ta đã mất hết thể diện. Xem ra, mấy đứa cháu vẫn chưa nhiều kinh nghiệm lắm, nếu không sao lại dễ dàng bị đánh bại như thế chứ. Người trẻ vẫn cần phải tôi luyện thêm mới được. Tác Lạc Nam cười ha ha, lúc này nhìn thấy Long Luân Tư Lạc bị bẽ mặt, hắn vui vẻ hớn hở liếc nhìn bàng ba địch. Mặc dù bảy người con của Long Quân Tư Lạc không hề đơn giản nhưng Tần Lâm và Tần Chỉ không phải loại tầm thường, thứ nhất bọn chúng khinh địch, thứ hai vốn dĩ không phải đối thủ của hai người họ. Vì thế mới bại trận như ngã dạ, hoàn toàn không thể nào đấu lại được Tần Lâm. Sự ngạo mạn hống hách vừa nãy rành trước mắt, nhưng bây giờ sự bẽ mặt cũng đến nhanh như thế. Con cháu học hành chưa đến nơi đến chốn, mang đội trưởng Kha Lâm lượng thứ. Long Luân Tư Lạc nghiến răng nói, không sao phải rèn luyện thì mới biết được sự thiếu sót của bản thân, ha ha ha, Long Luân, anh còn trẻ, đám con của anh cũng còn trẻ. Bàng ba địch cười nói, đủ rồi. Bây giờ không phải lúc xem náo nhiệt, Kha Lâm Tư Lạc trầm giọng nói. Muốn cãi nhau thì phải giải quyết kẻ địch đã rồi nói, Tần Chỉ không phải là dạng dễ đối phó, Đông Phương Chí Tà năm đó biết bao nhiêu kẻ đã bại trận dưới tay hắn, ngay cả cao thủ Atlantis, giáo hoàng Vatican đều không thể làm gì được hắn ta, bây giờ quay trở lại xâm lược càng phải thận trọng hơn. Con trai hắn cũng không dễ đối phó, tất cả hãy chuẩn bị tinh thần. Kha Lâm Tư Lạc đập tay lên bàn. Mọi người không dám nói gì thêm, kế hoạch trước mắt là phải khống chế được Tần Lâm và Tần Chỉ, giành lấy nội hạch hàng tinh, đó mới là thứ chúng muốn. Bịch, bịch, bịch. Tần Lâm tung hai nắm đấm, khí thế như rồng, ba người con trai của Long Luân Tư Lạc đều bị đánh lùi về sau, trên người có vết thương, kêu khổ thảm thương. Ra tay, nhất định phải trừ khử được hai bọn chúng. Kha Lâm Tư Lạc hận Tần Lâm và Tần Chỉ đến tận xương tủy. 20 năm trước Tần Chỉ đã đánh bọn họ một đòn chí mạng, không thể nào xoay chuyển được tình hình, tất cả mọi người đều bị ông trấn áp, vô cùng kinh hãi chấn động.
Sau 20 năm con gái của ông ta chết thảm trong tay con trai Tần Trì, giống như một trận chiến luân hồi khiến Kha Lâm Tư Lạc vô cùng phẫn nộ. Không chỉ là để thống trị trái đất, vì tương lai của nền văn minh tam tinh thể mà còn để báo thù, mối thù giết con không đội trời chung, Kha Lâm Tư Lạc đã sớm không chịu nổi nữa rồi, ông ta nhất định phải dồn đối phương vào chỗ chết thì mới có thể xả được cơn giận trong lòng. Để tôi tấn công trước, giết. Kha Lâm Tư Lạc gào lên nói, ánh mắt kiên định tràn đầy lửa giận, sát khí đùng đùng. Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam lần lượt ở bên trái và bên phải, Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử và Long Luân Tư Lạc đứng bên cạnh hỗ trợ, năm người lập tức ra tay, một lần nữa áp sát Tần Lâm và Tần Trì. Đại chiến thực sự vừa mới bắt đầu. Tần Trì căng thẳng nhìn về phía Tần Lâm, đây sẽ là trận chiến cuối cùng của họ, đám người Kha Lâm Tư Lạc liên thủ với nhau, đấu với bảy tên, hai người họ cũng không dám lơ là, cuộc chiến đấu này vô cùng khắc nghiệt. Làn khói chết chóc bao trùm mỗi người, bọn họ không còn đường lui nữa rồi, cuộc chiến này chắc chắn sẽ là một cuộc tàn sát vô cùng khốc liệt, ai có thể sống sót ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Vậy thì hãy chiến hết mình đi, ha ha ha. Tần Lâm không hề lo sợ, càng nhiều người anh càng hưng phấn, trận chiến sinh tử thực sự chính là thế này, gặp nhau nơi ngõ hẻm người nào gan dạ sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Một lần nữa chiến đấu với Kha Lâm Tư Lạc, Tần Trì đã sớm có sự chuẩn bị. Giao bốn người này cho bố, mấy người kia giao cho con. Ông xem thường tôi ư? Tần Lâm cau mày nhìn bố. Mặc dù bọn họ bị thương nhưng một mình con đối phó cũng không phải là điều dễ dàng, không được khinh địch. Tần Trì hững hờ nhìn Tần Lâm, anh biết bố làm vì thế là để tốt cho anh, có điều đối thủ của Tần Lâm là bốn người Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử, cũng không hề dễ đối phó. Bảy người này dù bị trọng thương nhưng ai cũng là cao thủ ngũ mạch thậm chí là lục mạch, tuyệt đối sẽ không bị Tần Lâm đánh bại một cách dễ dàng. Cộng thêm người bố Long Luân Tư Lạc của bọn chúng nữa, thực lực của người này không hề thua kém Bàng Ba Địch, nhìn đội ngũ thế này thì Tần Lâm cũng phải thật nỗ lực mới được. Ha ha ha, Tần Trì, một tên tướng bại trận như mày lúc đầu suýt nữa chết trong tay bọn tao, hôm nay cho dù mày không bị tổn hại sức lực nhưng mày cũng đừng hòng thoát khỏi tay bọn tao. Bàng Ba Địch tự tin nói, trước đây suýt nữa thì giết chết được Tần Trì, nếu không phải lo lắng cho sự an nguy của đội trưởng Kha Lâm thì Tần Trì có thể sống đến ngày hôm nay sao? Đúng vậy, tên tướng bại trận như mày cũng dám ăn nói hùng hồn sao? Trận chiến ngày hôm nay mày nhất định phải chết. Tác Lạc Nam nghiến chặt răng, bị Tần Trì đánh trọng thương, bây giờ hắn mới có cơ hội báo thù. Chỉ riêng Kha Lâm Tư Lạc cau mày lại, hai tên này thực sự tưởng Tần Trì dễ đối phó sao? Trận chiến này các người tự lo liệu cho bản thân mình đi. Tần Lâm cũng tràn đầy hy vọng, Đông Phương Chí Tả có lẽ lúc này chính là thời khắc đáng mong đợi nhất. Anh vẫn luôn nghe nói rằng Đông Phương Chí Tả rất mạnh, hôm nay cuối cùng đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của bố. Kha Lâm Tư Lạc, Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử, Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam. Bốn đại cao thủ của nền văn minh tam tinh, cộng lại phải sống trên chục nghìn năm, ngay cả Tần Lâm cũng phải cảm thán. Bốn người này liên thủ với nhau sợ rằng bản thân chỉ có ba phần thắng thôi, không biết bố có thể đánh bại được bọn họ không. Tần Lâm nóng lòng chờ xem. Nhưng lúc này Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam đã mất hết kiên nhẫn, trước đây bọn chúng không thể giết chết Tần Trì, bây giờ cuối cùng cũng đã nắm bắt được cơ hội. Còn Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử và Kha Lâm Tư Lạc đã từng chứng kiến sức mạnh thực sự của Tần Trì, vì thế bọn họ không dám lơ là mất cảnh giác, trận huyết chiến này ai chết dưới tay ai còn chưa biết được. Nếu như không phải có đám người Long Luân Tư Lạc thì Kha Lâm Tư Lạc hoàn toàn không có sự dũng cảm này. Dựa vào Long Luân Tư Lạc và hậu duệ của hắn nữa, nhiều người dừng như thế nên lần này ông ta mới tự tin hơn, thực lực của Tần Trì không phải chỉ có cái danh hão, ông ta nhất định phải dốc hết sức mình mới được. Tên tướng bại trận giao mạng ra đây. Bàng Ba Địch tràn đầy khí huyết lao về phía Tần Trì, ông cười khẩy một cái, ánh mắt lạnh lùng vô cùng quyết đoán. Nắm đấm tung ra mang theo một luồng sức mạnh bá đạo, chỉ bằng một chiêu đã đẩy lùi Bàng Ba Địch. Khí thế mạnh mẽ vang dội đó khiến Bàng Ba Địch không ngờ tới được, Tần Trì lại mạnh như vậy sao? Trước đây lúc giao đấu với Tần Trì gã không hề có áp lực lớn như này, mặc dù lúc đó Tần Trì cũng bị thương nhưng đã thế suy sức yếu rồi, bây giờ quyết chiến lại một trận khiến Bàng Ba Địch tràn đầy nghi hoặc. Được lắm thằng danh con, để tao xem mày chịu đựng được đến bao giờ. Bàng Ba Địch cũng không chịu thua, dù sao nếu như bốn người họ không thể giết chết Tần Trì thì chẳng phải tôn nghiêm của người tam tinh sẽ mất hết sao.
Tác Lạc Nam theo sát phía sau, hắn phẫn nộ gào lên một tiếng, cũng tung một cú cước về phía Tần Trì, cộng thêm việc Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử chặn từ phía sau, năm người lập tức hợp lại với nhau. Tần Trì đứng một mình ở giữa không hề có chút áp lực, một chọi bốn mà vẫn bình thản như thế, xem ra sự lo lắng của Tần Lâm là thừa thãi rồi, thực lực của bố quả nhiên không khiến anh thất vọng. Tần Trì đối mặt với sự bao vây của tám người, cục diện cũng rất khó khăn, dù gì đám người này cũng không phải dạng dễ đối phó. Đám người Long Nhất bị thương nhưng Long Luân Tư Lạc thì không, hắn dẫn theo những người con trai của mình lao về phía Tần Tâm, bầy binh bố trận, tay năm tay 10, tám người dường như chặn tất cả đường lui của Tần Lâm. Tần Lâm thận trọng tung ra cú đấm. Lâm Tự Quyết bất động minh vương ấn. Tần Lâm thực hiện ấn quyết đem theo sức mạnh như vũ bão, cuốn sạch mọi thứ, giống như gió thu quét lá rụng. Không ai biết ấn quyết này rốt cuộc mạnh như thế nào nhưng đã trực tiếp đẩy lùi bốn người, tất cả đều kinh hãi, sức mạnh đáng sợ khiến họ rùng mình, mặt mày tái mét. Không được do dự, nhất định phải giết chết hắn ta. Trên người hắn có nội hạch hàng tinh, chỉ cần lấy được nó là chúng ta có thể thống trị được trái đất, trở về nền văn minh tam tinh, đến lúc đó các con sẽ là công thần lớn nhất. Các con, giết đi! Long Luân Tư Lạc gào lên, dẫn theo bảy người con của mình lao vào chém giết. Mặc dù Tần Lâm sử dụng cựu tự chân ngôn nhưng không thể đẩy lùi được tất cả bọn họ, mà Long Quân Tư Lạc cũng đã tìm được thời cơ chính xác, ra sức tấn công giết chết đối phương. Đám người Long Nhất hừng hực khí thế chiến đấu không chỉ vì chúng muốn trở thành người hùng và dũng sĩ của nền văn minh tam tinh mà điều quan trọng hơn là những vết thương trên người họ đều do Tần Lâm gây ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Long Luân Tư Lạc dẫn theo bảy người con thuận lợi dồn Tần Lâm tới mức anh không làm được gì, bây giờ hoàn cảnh của anh cũng rất khó khăn, có điều thực lực của Tần Lâm không thua kém gì bố vậy nên anh không thể thua trước được. Mẹ nó, hổ không ra oai nên coi tao là mèo bệnh sao? Tần Lâm cau mày lại, sát ý trỗi dậy, tay cầm thất tinh Long Uyên, kiếm vô cảnh mở đường, lao vào giữa đám đông một lần nữa. Lần này sự sắc bén của thất tinh Long Uyên khiến đám người Long Luân Tư Lạc hoàn toàn không dám manh động, còn Tần Lâm thì lại thừa thắng tấn công, kiếm vô cảnh biến hóa khôn lường, tốc độ và sức mạnh kết hợp hoàn hảo với nhau, mũi kiếm tung hoành khí thế dữ dội, đám người rừng không thể nào chống đỡ nổi. Cuối cùng Tần Lâm cũng bắt đầu khí thế cuồn cuộn, kiếm như người, người như kiếm, sát khí ngút trời, bất khả chiến bại. Mặc dù đám người Long Luân Tư Lạc cũng cầm vũ khí trên tay nhưng cho dù là dao súng côn gậy hay là chùy đá dìu đá cũng không thể đấu lại được, bởi vì thất tinh Long Uyên quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta phẫn nộ, nghẹt thở. Đặc biệt là khi kết hợp với kiếm vô cảnh thì không chê vào đâu được, không nhận ra bất cứ biến hóa chiêu thức nào, nhưng thực ra kiếm vô cảnh đã có vô số sự biến hóa. Nhất kiếm, nhị kiếm, tam kiếm, mỗi cây kiếm vô cảnh đều có một sức mạnh bá đạo. Cho dù là Long Luân Tư Lạc cũng phải né tránh mũi nhọn. Long Luân Tư Lạc cố gắng gượng, trong lòng vô cùng phẫn uất, nhưng lúc này muốn chuyển bại thành khó là một điều vô cùng khó khăn, kiếm của Tần Lâm đã gây ra lực trấn áp rất lớn đối với họ, hoàn toàn không thể đánh trả được. Con sắp không chịu được nữa rồi, kiếm của tên này mạnh quá. Đúng đấy bố, con cũng vậy, cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ thất bại mất. Rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào? Bố ơi hay là chúng ta rút lui đi? Rút lui? Rút cái đầu mày, Long Luân Tư Lạc quát lớn lên, ánh mắt sắc như dao, không chịu lùi bước, lúc này bọn họ nhất định phải dốc hết sức mình, đám người đội trưởng Lâm vẫn còn đang nỗ lực sao bọn họ có thể lùi bước chứ? Người đâu, bao vây lấy chúng, giết không tha. Long Luân Tư Lạc gào lên một tiếng, mấy chục tên người dừng ở phía sau tiếp tục lao lên, Tần Lâm lập tức rơi vào thế bị động, bởi vì bọn họ áp đảo về quân số. Không gian của anh không ngừng bị thu hẹp lại. Đám người rừng này mạnh hơn nhiều những kẻ người rừng mà trước đây anh từng giết, bởi vì bọn họ được Long Luân Tư Lạc huấn luyện, hơn nữa còn sở hữu sức mạnh và khí lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù không thể nào so sánh được với người tam tinh nhưng chí ít thì cũng có chút huyết thống. Đám người Long Luân Tư Lạc cũng bắt đầu phản công, Tần Lâm đối mặt với mấy chục người, nhất định phải thận trọng thì mới nắm vững được cục diện. Long Luân Tư Lạc cười khẩy một tiếng bắt đầu tấn công trở lại. Dẫu sao thì mục đích của họ chỉ có một, đó là giết chết đối phương. Có chống đỡ nổi không? Tần Trì nhìn về phía Tần Lâm, cười bình thản nói. Có gì mà không đỡ nổi chứ? Giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Tần Lâm nghiến răng nói, bây giờ chỉ là nhất thời khó khăn thôi, đám người này phải giết từng kẻ kẻ một,
chôn vùi chúng tại đây. Tần Lâm lùi để tiến, kiếm thế lại thay đổi, kiếm vô cảnh bắt đầu thế cố thủ xung quanh, bảo vệ toàn thân, tiếp tục thực hiện thế tấn công. Không được nương tay, giết không tha, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội phản kháng, chiến đấu hết mình. Long Luân Tư Lạc gào lên. Giết kẻ giặc, đoạt nội hạch, các con đều là anh hùng của nền văn minh tam tinh. Giết! Tất cả các người con cùng đám cháu chắt đều hăng máu lao về phía Tần Lâm, nghe nói đến sắp trở thành anh hùng của nền văn minh tam tinh nên ai ai cũng hào hứng. Người trước hy sinh thì người sau tiến lên, tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót nào, tuyệt đối không thể để thua bọn họ. Tần Lâm cũng cau chặt mày, đám người này không sợ chết, vậy thì để tôi tiễn các người lên Tây Thiên vậy. Kiếm vô cảnh trong tay Tần Lâm càng ngày càng mạnh, không một ai biết được bộ kiếm pháp này đáng sợ đến mức nào, dù có phải đối mặt với bao nhiêu người thì Tần Lâm vẫn có thể vững vàng như núi Thái Sơn, lúc này Tần chỉ đã nhận ra được con trai mình có thể độc lập được rồi. Kiếm vô cảnh mạnh đến mức ngay cả Tần chỉ cũng không biết nó có uy lực cỡ nào, Tần chỉ có thể nhận ra được đường kiếm thiên biến vạn hóa của Tần Lâm, nhưng lại không rõ số lượng thật sự của đường kiếm. Bởi vì trông như chỉ có một cách biến đổi nhưng lại giống như có hàng vạn cách biến đổi, đó là lý do tại sao Tần chỉ lại không thể nhìn ra được Tần Lâm có thể tiến xa như thế nào trong tương lai. Nhưng ít nhất vẫn sẽ mạnh hơn ông. Ánh mắt Tần chỉ có chút nghiêm nghị, bây giờ đã đến lúc nói lời từ biệt rồi, đám người này thật sự coi ông già ta dễ ức hiếp vậy sao? Nếu như không vì giữ thể diện cho con trai thì bây giờ các người đã chết rồi. Ánh mắt Tần chỉ ngày càng trở nên lạnh lùng. Tình thế vốn dĩ đang dần xoay chuyển, ngay lập tức nắm đấm của Tần chỉ vung đến liên hồi như điện xẹt, cả bốn người đều không thể theo kịp bóng dáng của ông. Tần chỉ, mau chết đi, không ai cứu được mày đâu. Lúc trước tao có thể đẩy mày đến tình cảnh tuyệt vọng thì hôm nay cũng sẽ như vậy. Bàng Ba Địch nghiến răng, vẫn không chịu nhận thua, phải giết được Tần chỉ thì bọn chúng mới có thể yên tâm được, đội trưởng Kha Lâm vẫn luôn giữ bí mật về tên này. Cho nên gã không hề biết Tần chỉ mạnh đến mức nào, chẳng lẽ lại bất khả xâm phạm giống như thần hay sao? Hừm! Trong mắt Bàng Ba Địch, Tần chỉ tuy mạnh mẽ nhưng một hổ không thể đấu với cả bầy sói được, bốn người tam tinh cùng liên thủ lại thì chẳng phải Tần chỉ sẽ quỳ xuống xin tha ư. Tấn công hết sức đi, lần này nhất định phải giết được hắn. Bàng Ba Địch giận dữ hét lên rồi lao về phía trước. Nhưng những gì gã phải đối mặt chính là những nắm đấm kinh hoàng của Tần chỉ. Bịch, bịch, bịch. Cho dù Bàng Ba Địch vô cùng thận trọng và nhanh nhẹn nhưng gã vẫn đang ở trước mặt Tần chỉ, bị đánh trúng 7 cú đấm, sắc mặt gã lập tức trở nên hết sức khó coi, bước đi loạng choạng, còn mấy tên kia cũng không khác gã là bao, Tác Lạc Nam bị Tần chỉ đánh vào vai, hệt như bị một chiếc búa tạ đập mạnh vào, làm cho Tác Lạc Nam đau đến nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ cánh tay hắn đều hoàn toàn bị phế. À, Tác Lạc Nam hét lên, sắc mặt tái nhợt. Nhưng hắn vẫn không lùi bước, trong mắt lóe lên vẻ uy nghiêm chưa từng có. Ở trong mắt hắn, Tần chỉ chính là một con mãnh hổ khiến người ta không sao nhìn thấy bóng dáng. Chiêu thức của Tần chỉ quá tàn nhẫn, không chỉ có mỗi tốc độ mà thân hình và sức mạnh của ông cũng gần như hoàn hảo, đây mới là lý do tại sao Tác Lạc Nam không thể làm ông bị thương được. Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng bọn họ đã cố gắng hết sức rồi, chỉ đành vừa đánh vừa lui. Phải đối mặt với những đòn công kích mạnh mẽ của Tần chỉ nên bọn họ đã không còn đường lui, chỉ có thể đánh một trận sống mái mà thôi. Nhưng Tần chỉ đã dạy cho tất cả bọn họ một bài học, Đông Phương Chí Tà ngày xưa như một vị thần lần nữa giáng xuống trần gian. Ngay lúc này, Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam liên tục ăn hành, còn Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử cũng vô cùng hoảng sợ, bởi dù bọn họ đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi đối mặt với sức công kích ác liệt của Tần chỉ thì cả hai cũng đành bất lực. Đội trưởng Kha Lâm, sao anh còn chưa ra tay, còn chờ gì nữa chứ? Sắc mặt Bàng Ba Địch tái mét. Cậu cho rằng tôi không chịu ra tay sao? Cậu có biết Tần chỉ mạnh cỡ nào không? Đồ điên, cậu còn dám coi thường Tần chỉ? Năm đó cậu có biết Tần chỉ đã đánh bại bao nhiêu cao thủ không hả? 20 năm trước nếu không có hắn thì phe ta đã lấy được nội hạch hàng tinh rồi. Kha Lâm, Tư Lạc gầm lên, hận không thể tát chết Bàng Ba Địch. Vậy tại sao anh không nói sớm cho em biết? Sắc mặt Bàng Ba Địch tái mét, không ngừng lùi về phía sau, cả người ngày càng đờ đẫn, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Cậu chịu nghe tôi nói à? Tên này chính là Đông Phương Chí Tà nghìn năm có một, năm đó tôi đã gặp phải võ thần Quan Vân Trường thời Tam Quốc của Hoa Hạ nên mới không thể lấy được vật tổ tận thế, hôm nay lại gặp thêm một Đông Phương Chí Tà,
sức mạnh của người này không kém gì tên võ thần khi xưa. Trong mắt Kha Lâm Tư Lạc tràn đầy phẫn nộ, hận mài sắt nhưng không thể thành thép. Thực lực của Tần chỉ có thể so được với võ thần của nghìn năm trước. Kha Lâm Tư Lạc đã sống qua nghìn năm lịch sử, cho nên ông ta biết rất rõ Hoa Hạ là nơi đáng sợ như thế nào, mấy nghìn năm nay đều có kẻ mạnh, đây là một nền văn minh không bao giờ thiếu anh hùng. Thực lực của Tần chỉ mạnh như vậy, vậy mà vẫn luôn giữ bí mật, nếu không thì làm sao ông ta lại có thể đem vợ bỏ trốn 4 ngày 4 đêm để làm hao đi thể lực của Tần chỉ rồi sau đó mới quyết tâm phân cao thấp với ông cơ chứ? Cho dù như vậy, nếu không có Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam nhập cuộc thì ông ta với Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử vẫn không thể đánh bại được Tần Trì. Vào thời khắc nguy cấp, mặc dù cả hai đã ra tay cứu Kha Lâm Tư Lạc nhưng sự xuất hiện của Tần Lâm lại làm cho Tần Trì trốn thoát. Nhưng thực lực của Tần Trì vẫn không thể phủ nhận được, đó là sự tồn tại rõ rệt nhất mà Kha Lâm Tư Lạc chứng kiến bao nhiêu năm qua. Trong mắt Kha Lâm Tư Lạc, không ai có thể đánh bại được Tần Trì. Nghe nói Tây Phương Ma Huyết trong truyền thuyết có thể, nhưng vẫn chưa có ai biết đến sự tồn tại của Tây Phương Ma Huyết. Bốn người bọn họ đấu với Tần Trì nhưng vẫn không thể nắm chắc phần thắng, nhưng Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam vẫn cứ khinh địch như vậy. Sau mấy lần chiến đấu thì cuối cùng bọn chúng cũng nhận ra được Tần Trì đáng sợ đến mức nào, nhưng bây giờ có nói gì nữa cũng đã muộn rồi. Thoạt nhìn bọn họ có thể có cơ hội, nhưng Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam đã làm mất đi cơ hội đó. Nếu như dốc toàn lực thì bọn họ có thể có cơ hội giáng cho Tần Trì một đòn chí mạng, nhưng hai tên này cứ xem thường Tần Trì. Cho dù có là kẻ mạnh nhất thiên hạ thì cũng không dám khinh thường Tần Trì. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Tần Trì rồi. Sắc mặt Bàng Ba Địch tái nhợt, nhưng việc liều mạng với Tần Trì lúc này là không thực tế, bởi vì chính gã và Tác Lạc Nam đều đang bị trọng thương, thực lực của cả hai tổn hại nghiêm trọng, đương nhiên cả hai đều không thể đấu với một được. Tần Trì bước đi nhàn nhã, giống như đang đi dạo ngắm hoa, tiếp tục tiến đến gần hai người, bọn chúng vốn tưởng Tần Trì là một tên yếu ớt, nhưng bây giờ chính chúng mới là thứ bị người khác thích làm gì tùy ý, đây mới chính là nỗi phiền muộn của Bàng Ba Địch. Tại sao anh không nói sớm hơn, Kha Lâm Tư Lạc, tôi hận anh đến chết đi sống lại. Bàng Ba Địch gầm lên. Nói sớm cậu có tin không? Ngay cả Đông Phương Chí Tà Vô Địch Thiên Hạ cậu cũng không coi ra gì. Cho dù tôi có nói bao nhiêu với cậu thì cũng có ích gì chứ. Xong, Tần Trì đã lao tới trước mặt gã với sức mạnh bất khả chiến bại, Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử muốn cứu gã nhưng vô ích, Bàng Ba Địch bị Tần Trì đấm thẳng vào mặt, con người như muốn nhảy ra ngoài, Bàng Ba Địch hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, sau đó ngã nhào xuống đất. Tác Lạc Nam hít sâu một hơi, nhưng còn chưa kịp ra tay thì Tần Trì đã dùng chiêu hồi mã thương đá thẳng vào ngực trái hắn. Lục phủ ngũ tạng như vỡ nát, nỗi tuyệt vọng trong lòng Tác Lạc Nam không sao nói thành lời. Lúc này hai người đều không hề nhận ra Tần Trì đáng sợ đến mức nào, người đàn ông như thần này lại có thể khiến cho đội trưởng Kha Lâm đối xử như vậy, quả thật là có nguyên do của nó, nhưng lại không thể thay đổi được kết quả. Từ sự kiêu ngạo và bất khuất ban đầu cho đến nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sau này, sự thật đã chứng minh rằng Tần Trì thực sự vô địch. Sắc mặt Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử có chút thay đổi. Tuy từ đầu đến cuối cả bà ta và Kha Lâm Tư Lạc đều không dừng tay, Tần Trì vừa đánh vừa rút cũng không để cho bọn họ có cơ hội ra tay, cộng thêm việc lại còn gọi thêm hai tên yếu ớt này đến nữa, Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam luôn luôn đánh giá thấp kẻ thù, cuối cùng chúng cũng đã mất mạng vì điều đó. Tất cả đều là báo ứng. Không ai có thể tưởng tượng được Tần Trì lại ngang ngược như vậy, ngay cả Tần Lâm bên cạnh cũng kinh ngạc, ông già nhà mình cũng đáng sợ quá rồi đó. Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam đều đã ngã xuống, hơn nữa phía bên này cũng không chịu yếu thế, Tần Lâm vung kiếm chém, càng lúc càng có nhiều tên người rừng ngã xuống, trong mắt anh rừng rực chiến ý. Đối với Long Luân Tư Lạc mà nói, binh thua như núi lở, giờ đây Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam đều đã chết, ánh mắt của hắn cũng dần trở nên nghiêm trọng. Mặc dù Long Luân Tư Lạc không quá quan tâm đến Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam, nhưng dù gì hắn cũng là bạn của hai người đó. Hơn nữa bọn họ còn là người cùng chủng tộc, là người tam tinh thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Lúc này đây, người chết như ngọn đèn tắt, cho dù có thêm thù hận thì cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi. Long Luân Tư Lạc đang rất lo lắng cho tình hình của bọn họ lúc này, có vẻ như đội trưởng Kha Lâm và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử sẽ không kiên trì được quá lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì có khi bọn họ sẽ bị Tần Lâm và Tần Trì đánh chết tại đây mất. Ngay lúc này Long Luân Tư Lạc đã bắt đầu có ý định rút lui rồi. Dù gì tục ngữ cũng có câu,
giữ lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Bây giờ nếu tất cả bọn họ đều chết ở đây thì người Tam Tinh sẽ hoàn toàn sụp đổ, và bọn họ sẽ gần như không thể hoàn thành công cuộc thôn tính trái đất được. Cần phải quyết đoán vào lúc này. Đội trưởng Kha Lâm, mau đi đi, chậm trễ sẽ sinh biến đấy. Long Luân Tư Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, tuy hắn không cam tâm, nơi đây còn là ngôi nhà của hắn hàng ngàn năm qua, nhưng giờ phút này đã bị bọn họ phá hủy, hắn phải nhìn từng người con người cháu của mình ngã xuống, điều này thật khiến cho Long Luân Tư Lạc không khỏi sôi máu. Nhưng còn sống vẫn quan trọng hơn tất cả, huống chi hắn cũng đã không còn phải xót thương gì cho con cháu nữa rồi, chỉ có những người Tam Tinh thật sự mới xứng làm con cháu của hắn. 7 người con trai mới là điều mà hắn quan tâm nhất. Bởi vì chỉ có bọn họ mới được thừa hưởng thể chất và thực lực của người Tam Tinh, những kẻ còn lại trong mắt hắn mà nói chẳng qua chỉ là vật thử nghiệm mà thôi, hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử cũng vô cùng lo lắng, phải chứng kiến Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam lần lượt ngã xuống, đến cả bọn họ cũng không còn thời gian để chần chừ, nhất định phải đưa ra quyết định cuối cùng. 36 kế, chạy là thượng sách. Bọn họ chạy trốn hoàn toàn là vì sự tiếp nối sau này của người Tam Tinh, bọn họ không thể cảm thấy mình thất bại được. Ngay lúc này, cho dù Kha Lâm Tư Lạc có giận thêm đi nữa thì cũng tan biến hết cả, phải chịu được khổ thì mới đứng ở chỗ người khác không đứng được, bao nhiêu năm trôi qua như thế, đương nhiên ông ta hiểu rõ đạo lý này. Tất cả mọi thứ đều do Tần Trì và Tần Lâm quá mạnh, bọn họ hoàn toàn không có sức đánh trả, đây sẽ vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng ông ta. Đối với những người Tam Tinh mà nói, đây tuyệt đối sẽ không là dấu chấm hết. Đi mau! Kha Lâm Tư Lạc gầm lên, sau đó liền theo Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử nhanh chóng chạy ra ngoài, tiếp đến càng lúc càng có nhiều tên người dừng thế vào vị trí để nghênh đón Tần Trì. Mặc dù biết bọn họ sẽ chạy vào lúc này, nhưng Tần Lâm và Tần Trì cũng không còn cách nào khác, bọn họ chỉ đành từng bước giết tận, bởi đám người dừng này không phải là những kẻ tầm thường. Những tên này hầu như đều có sức mạnh tương đương với võ sĩ thần thánh của tòa thánh, cho nên Tần Lâm vô cùng cẩn thận, đám người này dám liều mạng để bảo vệ cho người Tam Tinh, đây là điều mà anh không thể ngờ tới. Đám ma quỷ chết tiệt này, tất cả đều vì thần. Giết! Tất cả đám người rừng đều lao về phía trước, gầm rú vang trời, trong mắt bọn chúng thì Long Luân Tư Lạc giống như một vị thần vậy, bọn chúng sẽ không ngại chết để cho thần được sống. Bố đi trước đi! Long Nhất trầm giọng nói, mau đuổi theo, nhanh lên. Long Luân Tư Lạc nói với người con trai bên cạnh, ưu tiên rút lui. Nhưng Tần Lâm và Tần Trì lại quá tàn nhẫn, đương nhiên đám người rừng này sẽ không thể nào chịu được đòn tấn công của bọn họ. Vậy nên lúc này con trai của Long Quân Tư Lạc mới phải liều mạng chiến đấu, đây đều là do hắn lựa chọn. Khiến kiếp, hai mắt Long Quân Tư Lạc như muốn nứt ra, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng tức giận, nhưng tình hình hiện tại không thể cứu vãn nổi. Bởi hai tên này không phải thứ mà bọn họ có thể chống lại được, Long Nhất và những người con khác của hắn đều đã bị dính vào, tính mạng giờ đây như nghìn cân treo sợi tóc. Tần Lâm nhanh chóng đuổi theo, cho dù Long Nhất và đám người kia muốn rời đi thì anh cũng sẽ không bao giờ để cho đối phương có cơ hội, lúc này nhất định phải đánh hết mình mới được. Người Tam Tinh là mối đe dọa lớn đối với nền văn minh của trái đất, vì vậy anh không được có chút xót thương nào. Đối xử tốt với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Đó là một điều rất nguy hiểm, nếu một ngày nào đó vì lòng tốt của mình mà bọn họ hoặc thậm chí toàn bộ nền văn minh nhân loại trên trái đất sẽ phải gánh chịu những tổn thương chưa từng có, thậm chí là bị hủy diệt, thì đó sẽ là điều hối tiếc nhất của cuộc đời Tần Lâm. Ai cũng biết không có đúng sai trong trận chiến này, nhưng nhất định phải đổ máu hy sinh. Hai bố con Tần Lâm nhìn nhau, có lẽ đám người rừng này vô tội, chúng cũng chỉ là con rối của người Tam Tinh mà thôi, nhưng bọn chúng buộc phải chịu trách nhiệm với tất cả. Phải giết sạch đám người rừng này. Đám người Long Nhất hoàn toàn bị Tần Trì làm cho rối bời, vậy nên mới không có thời gian để quan tâm đến đám người rừng. Long Luân Tư Lạc muốn ra tay cứu nhưng đã quá muộn, nếu cứ tiếp tục chần chừ thì hắn cũng sẽ chết ở đây. Đi theo ta. Long Luân Tư Lạc nhanh chóng đi vào sâu trong hang và chui vào một khoang khuất, đây chính là lối thoát mà hắn đã chuẩn bị cho mình từ lâu. Khi quay đầu nhìn lại, ánh mắt Long Luân Tư Lạc thoáng qua vẻ đau buồn. 7 người con trai ở trước mắt sẽ chết sau lưng hắn, bởi vì chúng không thể nào rút lui được. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, với thân phận là một người Tam Tinh, hắn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, cái chết của Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam càng làm cho tim của Long Luân Tư Lạc thêm đau nhói.
Cả ba còn chưa kịp giải thích thì đã nhanh chóng nhảy xuống hầm bí mật, sau đó chui vào vực sâu dưới thác nước rồi bỏ trốn. Ngay lúc này, Long Nhất cùng những người khác vẫn đang liều mạng để đối phó với Tần Lâm, cuối cùng đều bị hai cha con anh giết chết, tất cả đều ngã trong vũng máu. Thôi bỏ đi, đừng đuổi theo nữa. Tần Lâm muốn đuổi theo nhưng lại bị bố ngăn lại. Chúng đã trốn thoát rồi, bảy người này chính là con trai của người Tam Tinh kia, và cũng là tâm phúc của hắn. Lần này người Tam Tinh trên đảo Alpha đã bị đánh bại hoàn toàn, cho dù có người sống sót thì chắc cũng không phải nhân vật lợi hại gì cho cam. Tần Trì nói, chắc chúng ta đã chọc giận những thổ dân đã giết hai người Tam Tinh này rồi, lần này không thể giết tận thì cũng là một điều đáng tiếc lớn. Tần Lâm gật đầu nói, những người này đều không phải kẻ tầm thường, chúng bỏ chạy nhưng chắc chắn sau này sẽ trở thành hậu họa khôn lường của chúng ta, nhưng bây giờ vật tổ tận thế đã nằm trong tay con rồi, chúng sẽ không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào nữa. Đây mới chính là điều cốt lõi. Còn về việc có cao thủ người Tam Tinh nào trên trái đất hay không thì bố cũng không biết được. Nhưng chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, ban đầu chúng đã liên thủ với người Atlantis, bây giờ có lẽ Atlantis cũng là chỗ dựa duy nhất của chúng, sau này chúng ta ắt sẽ gặp thôi. Tần Chỉ tỏ vẻ nghiêm nghị. Chỉ cần vật tổ tận thế nằm trong tay chúng ta thì chẳng sợ chúng không tìm tới. Trước mắt chúng ta hãy trở về Hoa Hạ, còn có rất nhiều việc không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Người Tam Tinh chỉ là một trong những thế lực mà chúng ta cần phải đối mặt mà thôi, có khi chúng ta còn phải đối mặt với cả thế giới nữa kìa. Tần Trì nhìn sang Tần Lâm, biểu cảm trong mắt anh khá phức tạp, bố anh đúng là hiểu biết nhiều hơn những gì anh tưởng tượng, hơn nữa lần đấu với người Tam Tinh này cũng coi như đã xóa bỏ ân oán hận thù trong lòng bọn họ. Bây giờ người Tam Tinh đã rời khỏi Hoa Hạ, vậy chắc mọi chuyện sẽ im ắng một thời gian. Nhưng tương lai e rằng sẽ không bình yên như vậy. Ngay sau khi vật tổ tận thế xuất hiện, cả thế giới dường như đã bắt đầu náo loạn. Ngay khi Tần Lâm và Tần Chỉ rời khỏi hang động trong thác nước, điều họ không ngờ là Địch Luân Á cũng biến mất, ở đó chỉ còn lại Tạ Hồng Mai. Hơn nữa Tạ Hồng Mai cũng đang hấp hối và bị thương nặng. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Lâm căng thẳng hỏi. Là Địch Luân Á, cô ta tấn công em bất ngờ rồi bỏ chạy. Tạ Hồng Mai nói một cách khó khăn. Chết tiệt, đám người này thật không đáng để thương hại mà, không ngờ bọn chúng đều cùng một ruột, chúng ta không giết cô ta, vậy mà cô ta lại lấy oán báo ân, thật là nực cười. Sắc mặt Tần Chỉ hết sức ảm đạm. Con dâu, đừng lo lắng, bố sẽ báo thù cho con. Tạ Hồng Mai vốn dĩ bị thương nặng, vô cùng khó chịu, nhưng khi nghe được lời nói của Tần Chỉ thì trong lòng cô chợt vui mừng. Cháu không sao đâu chú. Tạ Hồng Mai nghiến răng nói. Trước đây cô đã quá khinh địch rồi. Sắc mặt Tần Lâm vô cùng lạnh lùng, sự chân thành của anh cuối cùng cũng bị trả giá bằng sai lầm. Anh vốn tưởng rằng người Tam Tinh sẽ có người tốt, nhưng bây giờ xem ra có lẽ anh không nên để Địch Luân Á sống mới phải. Nhưng bây giờ đã quá muộn để nói bất cứ điều gì, may mắn là vết thương của Tạ Hồng Mai không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lục phủ ngũ tạng của cô đều bị thương nặng, Địch Luân Á này quả nhiên vẫn không bỏ qua cho bọn họ. Lòng son hướng trăng sáng, trăng lại chiếu kênh mương. Một sát ý nặng nề lóe lên trong mắt Tần Lâm, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ nương tay với kẻ thù nữa. Không cùng một tộc thì đều phải chết, con đã hiểu đạo lý này hay chưa? Tần Chỉ điềm đạm nói, đối với người Tam Tinh thì dù sao con người cũng có thể bị vứt bỏ, trong mắt bọn chúng không có đúng sai, không có công lý hay xấu xa, những gì chúng làm đều là trách nhiệm với nền văn minh Tam Tinh. Từ nay về sau, con nhất định sẽ để bọn chúng nợ máu trả máu, nền văn minh nhân loại sẽ không bao giờ có sự nhân từ nào nữa, đối với loại người như bọn chúng thì chúng ta nên giết sạch. Tần Lâm trầm giọng nói. Còn một điều nữa, lúc trước bố vẫn chưa nói cho con nghe, dưới đống đổ nát của nền văn minh Di Chỉ Tam Tinh Đôi đã tìm thấy được số lượng lớn xương người, lên đến hàng chục nghìn bộ, và chúng đã bị bộ phận khảo cổ niêm phong. Đó là những cái hố chôn hàng chục nghìn người, những người này đều không gặp sự cố. Tất cả đều là những người bị người Tam Tinh giết bao năm qua. Vẻ mặt Tần Chỉ vô cùng nghiêm nghị, như vậy có thể biết được những kẻ này đều không phải người tốt, người Tam Tinh vẫn luôn là kẻ địch mạnh của nền văn minh nhân loại. Tần Lâm hết sức đau buồn, tính ra đám người Tam Tinh này sớm đã biến con người thành nô lệ của bọn chúng, lại âm thầm giết đi bao người, cung điện dưới lòng đất của chúng tại Di Chỉ Tam Tinh tuyệt đẹp đều là một đống xương người mà nên. Kết cục này thật khiến Tần Lâm rùng mình.
anh chỉ đành ôm Tạ Hồng Mai trong tay, lòng càng thêm khó chịu. Người Tam Tinh có suy nghĩ của riêng mình, họ không có theo đuổi một nền văn minh chung nào cả, cho nên ngay từ đầu Tần Lâm đã muốn đồng hóa bọn họ, nhưng đó chỉ là một giấc mơ viển vông mà thôi, bây giờ thậm chí anh còn đang tự cười nhạo chính mình. Các nền văn minh có văn hóa khác nhau và ý nghĩa tồn tại khác nhau, cho dù nền văn minh nhân loại không đủ mạnh nhưng vẫn có đủ yếu tố con người, người Tam Tinh sẽ không dễ để khiến nền văn minh nhân loại nằm rạp dưới chân mình, cho dù bọn họ có nền văn minh công nghệ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ít nhất nó vẫn chưa thể sử dụng được. Phật tổ tận thế này đối với chúng mà nói thật sự rất quan trọng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để chúng lấy được Phật tổ tận thế, nếu không thì nền văn minh nhân loại sẽ thực sự phải chịu đau khổ. Tuy trong lòng đau buồn nhưng Tần Lâm vẫn rất nghiêm túc. Vật tổ tận thế này giao cho bố. Tần Lâm lấy ra hai miếng vật tổ tận thế, sau đó định đưa chúng cho bố. Nhưng lúc này Tần chỉ lại lắc đầu. Có một số thứ không nhất thiết phải giao cho bố. Hai miếng vật tổ tận thế này thu hút sự chú ý của cả thế giới và cũng là thứ ai cũng muốn có được. Bây giờ có thể con chưa bằng bố nhưng một ngày nào đó con nhất định sẽ mạnh mẽ hơn bố. Đây chính là sự kế thừa mà bố dành cho con. Vì lợi ích quốc gia, vì công lý, và một thế giới tốt đẹp hơn. Lời nói của Tần Chỉ khiến Tần Lâm cảm thấy vô cùng bất ngờ, lúc này anh bỗng cảm thấy bố mình hệt như một người vĩ đại nhất trên thế giới này. Cảm ơn bố. Tần Lâm trầm giọng nói, lúc này trên mặt bố vô cùng vui vẻ. Nhiều năm nay, mặc dù Tần Lâm không nhận được sự chăm sóc của bố, nhưng lúc này anh mới hiểu được sức nặng của bố trong lòng anh, đó là điều không ai có thể sánh bằng. Đối với đất nước này, đối với thế giới này, đối với nền văn minh nhân loại được kế thừa mấy ngàn năm, sự tồn tại của ông tựa như núi Thái Sơn. Tình yêu của bố không thể chỉ dành cho một mình anh mà phải dành cho tất cả mọi người. Tần Lâm mỉm cười, trái tim anh nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, anh cuối cùng cũng hiểu được tại sao mẹ sẵn sàng đợi bố mình 20 năm trời, tại sao một người phụ nữ mạnh mẽ đứng đầu thế giới như Tiffany lại sẵn sàng đợi chờ một người đàn ông nhiều năm không có hồi âm thậm chí có thể không bao giờ quay trở lại như ông. Đàn ông có lúc có chỉ với một câu nói, một lời cam kết chính là cả đời. Chắc bố thực sự muốn xin lỗi anh, thực sự muốn xin lỗi mẹ, thực sự muốn xin lỗi tất cả những người từng ở bên cạnh, yêu thương, quan tâm đến ông, nhưng ông không có lỗi với thế giới, trái đất và nền văn minh chúng ta hằng thương yêu này. Tình yêu vô biên, tình yêu của bố mới là cam kết với thế giới, mới là sự cổ vũ với thời đại này. Tần Lâm biết, có lẽ sẽ có một ngày mình trở thành một người như bố, khiến người ta ghét, nhưng cũng sẽ khiến người ta yêu một cách nồng nhiệt. Khi ba người rời khỏi, bên ngoài đảo Alpha có vô số tàu thuyền tập trung, còn Tiffany vẫn im lặng đứng đợi Tần Trì. Đây là lời hứa mà cô đã hứa với Tần Trì, nếu đã yêu thì phải yêu trọn đời. Tiffany nhìn Tần Trì, cười nói. Quả nhiên anh không để tôi thất vọng. Tần Trì nhìn Tiffany, trong ánh mắt đầy vẻ áy náy. Xin lỗi, tôi phải về Hoa Hạ rồi. Tiffany nhíu mày, tức giận nhìn Tần Trì. Anh đúng là tên tệ bạc, lời này mà cũng nói ra được, anh đã quên mất anh đồng ý gì với tôi rồi sao? Tần Trì nói. Có những chuyện tôi phải đích thân xử lý. Tiffany híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Trì. Được. Tôi xem lúc nào anh mới thực hiện lời hứa của mình. Tần Trì nói, giọng nói dịu dàng hơn nhiều. Tôi sẽ thực hiện mà. Tiffany hét về phía chiếc du thuyền mà Tần Trì đang rời khỏi. Đi đi, đừng bao giờ trở về nữa, anh đúng là cái đồ tệ bạc. Cô nhìn ra xa, một hồi lâu, nữ vương cao ngạo Tiffany cuối cùng cũng không chịu được. Cô quỳ xuống đất, khóc nấc lên, trong mắt tràn đầy vẻ không muốn rời xa. Tôi muốn xem bao giờ anh mới trở lại, tôi chờ anh 20 năm rồi, chờ anh thêm 20 năm nữa thì sao chứ? Trái tim của Tiffany nhíu lại, nhưng cô không thể nắm bắt được trái tim của ông. Trên bong thuyền, Tần Lâm nhìn bóng lưng cô đơn của bố mình, lần này rời đi, có vẻ ông cũng khá khó chịu. Tần Lâm trầm ngâm một lúc lâu rồi mới hỏi. Tại sao không ở lại? Anh có thể nhận ra bố mình thực sự yêu Tiffany. Nhưng ông đã lựa chọn làm lãng tử mà rời đi. Có những chuyện con không hiểu đâu, sau này, con sẽ hiểu thôi, tình yêu chưa chắc phải dính chặt lấy nhau, tình yêu là lời hẹn ước với thế giới này, yêu một người chưa chắc sẽ có được tất cả, mà có lẽ sẽ phải buông tay. Trong lòng Tần chỉ không thể lặng sóng nổi, ông đau đến tâm can, nhưng có những lúc ông không thể làm theo ý mình, vì thế giới này, ông không còn lựa chọn nào khác. Thế giới lớn như vậy, Tần chỉ có một.
Chắc vậy, con biết bố không thẹn với thiên hạ, nhưng mẹ con cuối cùng lại bị bố phụ lòng, con không có nhiều yêu cầu, con chỉ mang bố cho bà ấy một câu trả lời. Tần Lâm nhìn về Tần Trì, ánh mắt lóe lên, phía phương đông xa xôi, một người phụ nữ bệnh nặng vẫn đang chờ ông quay về. Tần Lâm nhìn Tần Trì. Con định đi gặp mẹ, bố có đi không? Tần Trì ngước mặt lên trời cao, thở dài, trầm ngâm hồi lâu. Đợi có cơ hội bố sẽ đi. Tần Trì đấu tranh nội tâm, thực ra trong lòng ông vô cùng lo lắng, sợ mình không thể đối mặt với bà, dù sao nhiều năm như vậy, Tần Trì khó đảm bảo mình có thể bình tĩnh như thường. Được. Tần Lâm gật đầu, chuyện này, thân làm con, anh cũng không có quyền nói, tất cả đều phải xem duyên phận của họ thôi. Sau khi quay về thủ đô, Tần Trì và Tần Lâm tách nhau ra, ông phải đi tìm Thương Lộc, còn Tần Lâm đưa Tạ Hồng Mai đến nhà họ Tần. Anh nói xem liệu dì có thích em không? Dì thích kiểu con gái như nào? Anh xem bộ quần áo này của em thế nào? Anh xem đi Tần Lâm. Tạ Hồng Mai lèm bèm mãi, trong ánh mắt toát lên vẻ thấp thỏm, dù sao đây cũng được coi là lần đầu cô đi gặp mẹ chồng. Mặc dù bố chồng Tần chỉ không tạo nhiều áp lực cho cô, nhưng mẹ chồng thì khác. Trong lòng Tạ Hồng Mai vô cùng lo lắng, không biết mình nên làm gì, cô như ngồi trên chảo lửa, sốt ruột bất an vô cùng. Em lo cái gì, lớn thế này rồi còn sợ cái này à? Chẳng phải chỉ là gặp mẹ anh thôi sao? Em xem em này, có gì giống đội trưởng đội biệt kích Phi Hoàng không? Tần Lâm cười nói, Tạ Hồng Mai bị thương mới khỏi, khí sắc rất tốt, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, cuối cùng cũng có một chút dáng vẻ của con gái, cô lúc trước lúc nào cũng thích mặc đồ nam tính, trông qua loa lắm. Tình yêu đúng là có thể thay đổi một con người. Anh còn nói thế được à, gặp mẹ anh thì phải trịnh trọng chứ. Tạ Hồng Mai bĩu môi, mặt mày không vui, Tần Lâm chẳng quan tâm gì cả, cũng không biết tên này đang nghĩ gì. Được rồi, đâu phải ngồi kiệu hoa đâu, em cứ làm quá lên làm gì. Tần Lâm không khỏi mỉm cười, có lẽ anh không hiểu, nhưng với một cô gái mà nói, bạn trai đưa cô đi gặp mẹ mình là một chuyện rất quan trọng. Khi Tần Lâm lại đến trang viên nhà họ Tần, Tiêu Nghiên đang phơi nắng trong sân. Con về rồi à? Tiêu Nghiên nhìn thấy Tần Lâm, trong ánh mắt đầy vẻ kích động, vì bà hiểu rõ hơn ai hết, Tần Lâm vừa đi đâu, rốt cuộc Tần Lâm đã trải qua những hiểm nguy gì. Con đi xa ngàn dặm, lòng mẹ lo âu, Tiêu Nghiên lúc này cũng đợi chờ Tần Lâm sớm ngày trở về, phiêu bạt bên ngoài, có biết bao nguy hiểm khó tưởng tượng, khó lòng đoán trước được. Tần Lâm nhìn bệnh của mẹ đỡ hơn nhiều, trong lòng cũng vui vẻ hơn, nhiều năm như vậy, bệnh của mẹ đã nghiêm trọng lắm rồi. Nhưng uống thuốc mà anh kê, cơ thể cũng có nhiều cải thiện, điều này khiến anh rất vui. Con đưa một người đến gặp mẹ, đây là Hồng Mai. Mắt Tiêu Nghiên như sáng lên. Dì, cháu tên Tạ Hồng Mai. Tạ Hồng Mai rõ ràng có hơi cẩn thận, có vẻ Tiêu Nghiên thực sự hài lòng, bà mỉm cười nhìn cô. Đúng là một cô gái tốt, mặc dù mấy năm nay dì không ra khỏi cửa, nhưng dì vẫn nghe qua uy danh của nhà họ Tạ. Đội trưởng đội biệt kích Phi Hoàng thực sự là một nữ anh hùng, không thua kém gì mấy đấng mày râu. Tiêu Nghiên gật đầu nói, kéo tay Tạ Hồng Mai, mặt mày vui vẻ. Tạ Hồng Mai ngượng ngùng nói. Dì quá khen rồi, cháu đâu phải nữ anh hùng gì. Lúc này, Tần Lâm cũng rất kinh ngạc, anh khá hiểu mẹ, đúng như những gì bà nói, mấy năm nay, bà không ra khỏi cửa bao giờ, không ngờ bà vẫn biết hết mọi chuyện trên trời dưới đất, điều này khiến Tần Lâm rất kinh ngạc. Sau này để cháu chăm sóc cho Tần Lâm thì dì yên tâm rồi, đàn ông thì phải quản lý nghiêm một chút. Tiêu Nghiên cười nói, hai người phụ nữ nhìn nhau mỉm cười, trong lòng Tạ Hồng Mai vô cùng vui vẻ, có vẻ như Tiêu Nghiên thực sự quý cô. Lúc này Tần Lâm đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Diệp Hiên Viên gặp nạn, phủ đệ Diệp Thị khu Đông Hoàn của thủ đô. Sư phụ gặp nạn, Tần Lâm sững sờ, sắc mặt lập tức thay đổi, vừa kinh ngạc vừa vui. Kinh ngạc là vì sư phụ mà cũng có ngày gặp nạn á. Vui là vì sư phụ vẫn chưa chết. Dù thế nào, với Tần Lâm mà nói, chuyện này không phải chuyện đùa, cũng có thể có người ngầm bẫy anh, nhưng nếu đã nhắc đến sư phụ thì Tần Lâm nhất định phải đi một chuyến, lúc này anh nhất định không chịu yên. Anh nhất định phải xem, sư phụ rốt cuộc còn sống hay đã chết. Tần Lâm lầm bầm nói. Nhà họ Diệp. Sao vậy, con có xung đột gì với nhà họ Diệp sao? Tiêu Nghiên nhìn Tần Lâm, mặc dù đang nói chuyện phiếm với Tạ Hồng Mai, nhưng bà vẫn nghe thấy được mấy chữ mà Tần Lâm vừa lầm bầm. Tần Lâm nói,
con phải đến nhà họ Diệp một chuyến, có lẽ sư phụ con đang ở đấy. Tiêu Nghiên trầm giọng nói. Nhà họ Diệp không phải loại dễ dây vào, ở thủ đô này, nhà họ Bạch và nhà họ Diệp đều là loại hung ác, hơn nữa thuộc hạ dưới trướng rất độc địa, nếu như đến nhà họ Diệp thì nhất định phải cẩn thận. Tần Lâm gật đầu, cho dù là nguyên nhân gì, anh cũng nhất định phải đi một chuyến, mẹ hiểu biết như vậy về nhà họ Diệp, có vẻ như bà thật sự giống tiên sinh Ngọa Long sao, hiểu biết hết mọi việc. Sao tiên sinh Ngọa Long, tên hiệu của Gia Cát Lượng? Có điều ngẫm lại cũng đúng, có thể ở bên một người như bố mình thì sao đơn giản được. Một cô Tiffany đã khiến Tần Lâm đủ kinh ngạc rồi. Có vẻ như anh đã hơi coi thường mẹ mình, có lẽ ngay cả anh cũng chưa thể nắm bắt sức mạnh của bà ấy. Người phụ nữ trung niên bệnh tật này có vẻ có ánh mắt nhạy bén hơn bất kỳ ai. Đeo cái này lên. Tiêu Nghiên tháo chiếc ngọc bội hình rồng trong ngực ra đưa cho Tần Lâm. Đây là... Tần Lâm sững sờ, lông mày nhíu lại, không biết ngọc bội hình rồng này đại diện cho thứ gì. Tiêu Nghiên cười mỉm mà nói. Một chiếc ngọc bội bình thường mà thôi, nhưng nếu như nhà họ Diệp không biết điều mà làm khó con thì chiếc ngọc bội này sẽ bảo vệ con. Tần Lâm kinh ngạc, chiếc ngọc bội nhỏ bé này có thể khiến nhà họ Diệp phải lùi bước sao? Nó chứa đựng nguồn năng lượng lớn thế nào chứ? Tần Lâm không biết được, mặc dù chắc anh không dùng đến chiếc ngọc bội này, nhưng đây là vật mẹ đưa cho, Tần Lâm sẽ không từ chối. Tiêu Nghiên nhìn Tạ Hồng Mai nói. Nếu đã về thủ đô rồi thì ở đây một thời gian đi, cháu ở lại nói chuyện với dì nhé, được không? Tạ Hồng Mai nhìn Tần Lâm, hình như hơi do dự. Nếu mẹ đã giữ em lại thì em cứ ở lại đây đi. Tần Lâm nói, Tạ Hồng Mai gật đầu, khuôn mặt đẹp ửng đỏ, việc nhận được sự đồng ý của mẹ Tần Lâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đặc biệt là mảnh ngọc bội hình rồng kia, trong lòng Tạ Hồng Mai nổi lên bão tố, cô luôn cảm thấy nó quen mắt. Nhưng không nhớ được mình nhìn thấy mảnh ngọc bội kia ở đâu, cô lắc đầu theo bản năng, thôi không nghĩ nữa. Nhưng Tạ Hồng Mai có thể khẳng định một điều, mẹ của Tần Lâm có thân phận rất kinh khủng, người phụ nữ này cho dù là phong ba nơi thủ đô thì cũng có thể một mình đứng vững. Đeo ngọc bội lên, Tần Lâm chào tạm biệt hai người rồi quay người rời đi. Bây giờ trong lòng anh chỉ có sư phụ, không biết ông cụ thế nào rồi, nếu như có người dám mạo danh sư phụ anh nhất định không tha cho kẻ đó. Nếu như thật sự là sư phụ thì có lẽ ông cụ thực sự gặp phiền phức, nếu không ông sẽ không gọi anh, lúc đó anh cũng muốn hỏi nhưng đầu dây bên kia cúp máy mất rồi, vậy nên Tần Lâm mới sốt ruột như vậy. Sư phụ, người đừng có xảy ra chuyện gì đấy, người phải sống đó. Tần Lâm dở khóc dở cười, vội vàng xông đến nhà họ Diệp. Sư phụ ơi, Diệp Hiên Viên là sư phụ của anh, cũng là người cha thứ hai của anh. Trong lòng Tần Lâm luôn thầm nghĩ đến sư phụ Diệp Hiên Viên, anh chạy một mạch đến nhà họ Diệp. Khi anh đến nhà họ Diệp, trong sân lớn không có lấy một ai, cả vườn hoa rộng ngàn mét vuông lặng như tờ, thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Nhà họ Diệp vô cùng hoa lệ, kiến trúc cổ kính, vừa nhìn là biết có lịch sử cả trăm năm. Tần Lâm cẩn thận nhìn xung quanh. Đột nhiên hai cánh cửa của đại điện trước sân mở ra, một ông già tóc dài toán loạn. Cả người đầy máu xuất hiện trước mặt Tần Lâm. Lúc này, trong mắt của Tần Lâm tràn đầy lửa giận. Người kia không phải ai khác mà chính là sư phụ, bây giờ sư phụ bị thương đến vậy, cơ thể đầy vết thương, tóc dài toán loạn, trong mắt lóe lên sự đau đớn và tuyệt vọng. Đồ đệ! Diệp Hiên Viên nhìn thấy Tần Lâm liền nhíu mày, lầm bầm nói, ông cụ không ngờ Tần Lâm lại tới. Tần Lâm không ngờ, sư phụ sẽ bị đánh thê thảm như vậy. Hơn nữa vết thương trên cơ thể ông không nhẹ, mặc dù sư phụ còn sống, nhưng rốt cuộc là ai mới có thể khiến sư phụ bị thương? Là ai? Là ai? Tần Lâm hét lên, ánh mắt trầm xuống. Anh phải báo thù cho sư phụ, dù là ai thì đều phải trả giá. Năm đó mình trở thành trẻ mồ côi, cùng lên núi học nghệ với sư phụ, tình cảm nhiều năm còn sâu đậm hơn cha ruột, không ai biết địa vị của Diệp Hiên Viên trong lòng Tần Lâm cao chừng nào. Anh nắm chặt nắm đấm, hét lớn, không nỡ nhìn sư phụ bị thương nặng. Diệp Hiên Viên mỉm cười, dường như thoải mái hơn nhiều, không biết vì sao, ông lại cảm thấy thỏa mãn, có đồ đệ như này thì còn cầu gì nữa. Chỉ tiếc là mình đã hại Tần Lâm rồi. Con không nên đến đây, đồ đệ. Tần Lâm gào thét nói. Sư phụ, nói cho con biết là ai, con nhất định sẽ giết hắn. Lúc này Diệp Hiên Viên vô cùng vui vẻ, yên tâm. Vì đồ đệ của ông trò giỏi hơn thầy,
Tần Lâm bây giờ đã không còn là Tần Lâm của ngày xưa nữa, cho dù là ông thì cũng không phải đối thủ của anh. Chính vì vậy ông mới cảm thấy lo lắng thay cho Tần Lâm, những người đó không rõ lai lịch, hơn nữa còn ghét cay ghét đắng Tần Lâm. Con không nên đến đây Tần Lâm, năm xưa khi xuống núi, ta bảo con phải thu tâm để tránh phân tâm, không ngờ hôm nay sư đồ chúng ta vẫn có cơ hội gặp nhau, hơn nữa lại gặp nhau trong cảnh này. Diệp Hiên Viên lắc đầu, ông lão thần tiên tiên phong đạo cốt năm xưa cũng đâu còn phong phạm năm xưa nữa, ông bây giờ chỉ là một ông lão bình thường mà thôi, là một người bị nhà họ Diệp vứt bỏ. Nhà họ Diệp bây giờ sợ bóng sợ gió, nguy cơ tứ phía, Diệp Hiên Viên hy vọng Tần Lâm sẽ không bao giờ đến nơi này. Có vẻ như, Diệp Hiên Viên dạy dỗ được một đồ đệ tốt nhỉ, khiến cho người ta hâm mộ ghê, tao cũng không ngờ, ông ta lại dễ gục đến thế, mới có vài chiêu mà đã bị đánh đến mức này, lại nhiều tuổi như vậy, tao cũng là người yêu trẻ kính già, thấy ông ta sắp không chịu được nữa nên tao liền dừng tay, trong lòng nghĩ nếu như có thể đấu một trận với đồ đệ của ông ta thì chắc vui lắm. Mày nói xem tao nói đúng không? Tần Lâm, một ông già khoảng 60 tuổi, cười ha ha đi đến, trong mắt đầy ý cười, hơn nữa ánh mắt vô cùng dịu dàng, trông có vẻ chẳng giống gì một người mang nặng sát ý, nhưng ông ta đã nói ra rồi, ông ta là người đánh Diệp Hiên Viên, điều này không cần nghi ngờ nữa. Tần Lâm nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt hai người nhằm thẳng vào nhau, không ai nhường ai. Có vẻ như bây giờ mày nóng phết nhỉ, đây là đại kỵ của người luyện võ đấy, mày nghĩ bây giờ mày tiếp được mấy chiêu của tao. Trong ánh mắt của ông già đầy vẻ lạnh lẽo, sát ý ngùn ngụt. Tần Lâm phải đối đầu với kẻ địch mạnh, thực lực của người này mạnh vô cùng, hơn nữa có vẻ như sư phụ bị ông ta đánh trọng thương, người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại hận mình như vậy? Tần Lâm không hề biết người này, nhưng ông ta dùng trăm phương ngàn kế để lừa anh đến đây, hơn nữa còn dùng sư phụ làm con tin, có vẻ như hôm nay không ổn rồi. Ông rốt cuộc là ai? Tần Lâm lạnh lùng nói, tên này chắc chắn đến vì mình, sư phụ chắc cũng chỉ bị vạ lây thôi. Ông già cười nói, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Tao là ai? Ha ha ha, mày đắc tội ai ở thủ đô chẳng nhẽ mày không biết. Trong cái thủ đô này người mày đắc tội nhiều nhất chắc là nhà họ Bạch rồi. Chẳng nhẽ mày quên rồi sao? Bạch Phàm chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Tần Lâm, giữa nhà họ Bạch bọn họ và Tần Lâm hai bên chỉ có một được sống. Tần Lâm, hy vọng mày vẫn khỏe. Bạch Thiếu Đình khoanh tay trước ngực, đứng sau lưng Bạch Phàm, có vẻ như lần này là do nhà họ Bạch làm, hơn nữa tên này đến có chuẩn bị. Tần Lâm, hôm nay mày có mọc cánh cũng khó thoát. Nhà họ Bạch tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày. Một người đàn ông trung niên trầm giọng nói, chậm rãi bước ra, sát khí ngùn ngụt. Tên nhiệt đồ như mày còn không mau quỳ xuống. Đây là nơi mày có thể làm bừa sao? Thân làm đồ đệ nhà họ Diệp, nhìn thấy ông tổ nhà họ Diệp Diệp Hiên Viên phải chịu nhục nhã, tao thấy vô cùng xấu hổ. Tất cả đều do mày mà ra, Tần Lâm, mày mau quỳ xuống tạ tội, nếu không Diệp Long Xuyên tao không tha cho mày đâu. Diệp Long Xuyên, thiên tài ưu tú nhất nhà họ Diệp, cũng là cao thủ mà Diệp Hiên Viên đích thân dốc lòng dạy bảo sau khi ông cụ quay về. Tính ra tao chắc phải gọi mày một tiếng sư huynh nhỉ, dù sao mày nhập môn sớm hơn tao một chút, nhưng tiền bối Hiên Viên vẫn thuộc hàng ông tổ trong nhà họ Diệp, vì cái thằng tiểu nhân gian xảo như mày nên bị hành hạ, hôm nay mày khó thoát khỏi cái chết. Diệp Xuyên Long khinh thường Tần Lâm, tư thái cao cao tại thượng, liếc mắt nhìn anh, ông ta chẳng coi Tần Lâm là cái thá gì. Ông ta là thiên tài ưu tú nhất một đời của nhà họ Diệp, cho dù tên này có lợi hại hơn thì cũng mạnh được đến đâu chứ. Sư phụ, có vẻ như người sống không tốt lắm ở nhà họ Diệp nhỉ. Trong mắt Tần Lâm đầy vẻ phức tạp, anh nhìn về phía Diệp Hiên Viên, nếu như không vì gia đình của mình, chắc Diệp Hiên Viên đã chạy lâu rồi chứ chẳng thèm ở lại đây. Nhưng hòa thượng chạy miếu vẫn còn, nhà họ Bạch nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Diệp, mà ông cụ là người trọng tình trọng nghĩa. Sư phụ từ nhỏ đã dạy anh, làm người phải lấy nước làm nhiệm vụ của mình. Ánh mắt của sư phụ một lời khó nói hết, trong ánh mắt của Tần Lâm đầy vẻ tức giận, anh nhất định liều chết với tên này, cho dù có là ai, làm sư phụ bị thương, anh cũng nhất định không tha cho đối phương. Tần Lâm cười điên cuồng mà nói, trong nụ cười đầy vẻ lạnh lùng. Nhà họ Diệp đúng là chân ngoài dài hơn chân trong, sư phụ tôi là người nhà họ Diệp, bây giờ mấy người lại giúp người khác đối phó với ông cụ. Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt, ha 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 ha. Tình cảnh của sư phụ rõ ràng là do người nhà họ Bạch gây ra,
nhưng bây giờ người nhà họ Diệp cũng gia nhập cùng hãm hại sư phụ, đúng cạn lời, khiến anh kinh tởm, khiến anh cảm thấy nhà họ Diệp kinh khủng và lạnh lẽo đến nhường nào. Những người này chẳng phải loại tốt đẹp gì, người nhà họ Diệp chậm rãi đi ra, mấy chục người bao vây kín nửa sân trước đại điện, trông rất hoành tráng, nhưng chỉ khiến Tần Lâm khinh bỉ, anh chỉ muốn giết sạch bọn họ thôi. Nhiều lời vô nghĩa, Tần Lâm, hôm nay tao phải giết mày, vì ông Tổ Hiên Viên, để thanh lý môn hộ sao? Còn không mau tới đây nhận cái chết. Sao thanh lý môn hộ, là loại trừ những phần tử xấu, phản chắc, không đáng tin cậy ra khỏi môn phái cho nội bộ được thuần nhất. Diệp Long Xuyên trầm giọng quát, bày sẵn tư thế, nhắm thẳng vào Tần Lâm. Chỉ dựa vào mình ông. Tần Lâm sững sờ, ông già này quả thực rất mạnh, nhưng đó chỉ là so với người bình thường mà thôi. Thực lực của ông ta thậm chí còn không bằng Bạch Phàm, thế mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt anh. Ông Tổ Hiên Viên đã truyền dạy cho tao tất cả các chiêu thức võ công rồi, muốn đối phó với mày chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, dùng dao mổ trâu để giết gà mà thôi. Thưa mấy vị trưởng bối nhà họ Bạch, hôm nay tôi sẽ đích thân bắt lấy thứ nghiệt xúc này cho mọi người yên lặng đứng xem là được rồi, nhà họ Diệp chúng tôi chắc chắn sẽ không để những kẻ hung ác như này lộng hành. Với nhà họ Diệp, hắn là đồ đệ do chính Diệp Hiên Viên dạy dỗ, thế nhưng nay lại hung ác ngang ngược như vậy, nhà họ Diệp chúng tôi phải có trách nhiệm diệt trừ hắn. Diệp Long Xuyên trầm giọng nói. Long Xuyên, cậu cần gì phải làm như vậy, vì sao cứ muốn làm khó sư huynh cậu? Sắc mặt Diệp Hiên Viên xám xịt, trong lòng vô cùng xót xa, bản thân ông vậy mà lại dạy dỗ ra một đứa con cháu nhà họ Diệp như này, đây chắc chắn là một vết nhơ lớn trong cuộc đời của ông ấy. Bản thân đã sống 100 năm, cũng chưa bao giờ phải muối mặt như này, tên Diệp Long Xuyên này thật sự đã làm mất hết mặt mũi của ông rồi. Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Nhưng rõ ràng Diệp Long Xuyên hoàn toàn không coi Tần Lâm là sư huynh của mình. Và cũng không kính trọng Diệp Hiên Viên như trong tưởng tượng. Sư phụ, ông còn chưa xứng làm sư phụ của tôi đâu, ông chẳng qua chỉ là lão tổ nhà họ Diệp mà thôi, ông đã sống khá lâu rồi, chỉ dạy con cháu một chút cũng là chuyện đương nhiên mà. Hiện giờ ông căn bản không phải đối thủ của tôi mà còn dám mặt dày tự xưng là sư phụ tôi. Ha ha ha, ông hài hước thật đấy, hài y hệt như thằng đồ đệ ngu xuẩn của ông vậy. Diệp Long Xuyên khinh thường nói. Ông ta không có chút tôn trọng hay kinh sợ nào đối với Diệp Hiên Viên, lúc này cũng đã trở mặt hoàn toàn, không cần tỏ ra khách sáo với Diệp Hiên Viên nữa. Mấy năm nay ông lang thang ở bên ngoài, nhà họ Diệp chúng tôi thu nhận ông đã là ân huệ lớn nhất dành cho ông rồi, chỉ dạy cho tôi vài chiêu mà đã đòi làm sư phụ tôi. Đúng là si tâm vọng tưởng, Diệp Hiên Viên, tôi thấy ông già cả lú lẫn lắm rồi. Nhà họ Diệp có thân phận gì? Ông có thân phận gì? Hiện giờ chúng tôi và nhà họ Bạch môi hở răng lạnh, cho dù cắt tình dứt nghĩa thì cũng vẫn là gia tộc anh em, giờ ông lại vì một tên người ngoài mà không thèm quan tâm đến nhà họ Diệp chúng tôi, ông là cái thá gì chứ? Diệp Long Xuyên tức giận trợn trừng, hoàn toàn không tôn trọng Diệp Hiên Viên một chút nào. Cậu! Diệp Hiên Viên tức đến mức mặt mũi tái nhợt, phun ra một ngụm máu, tên nghịch đồ này đúng là khiến lòng người ớn lạnh, ông lưu lạc bên ngoài nhiều năm, quay trở về nhà họ Diệp. Vốn là định giúp đỡ con cháu nhà họ Diệp tu luyện thành tài, nhưng không ngờ, thiên tài mà ông ấy hài lòng nhất lại là một tên lòng lang dạ sói như vậy. Cho học thành tài, bỏ đói sư phụ, không ngờ hiện giờ Diệp Long Xuyên lại nói ông dạy ông ta là điều hiển nhiên, còn nói không có lý do gì để gọi ông ấy là sư phụ và ông cũng không có tư cách ấy. Đối với Diệp Hiên Viên, đây là một điều vô cùng đau lòng, ngoài trừ Tần Lâm, đây là đồ đệ ông ấy quan tâm nhất. Ông ấy cũng hết lòng vì người thừa kế nhà họ Diệp và địa vị thân phận nhà họ Diệp. Nhưng đến cuối cùng, bản thân ông lại bị nhà họ Diệp bán đi, điều này quả thật chua xót. Ông ấy coi nhà họ Diệp như cội nguồn của mình, nhưng nhà họ Diệp lại không có chút tình cảm gì với ông ấy. Năm đó khi ông rời khỏi nhà họ Diệp, ngay cả gia chủ hiện tại của nhà họ Diệp là Diệp Thành cũng mới chỉ là cậu nhóc 3-4 tuổi, nhưng hiện giờ, ông ấy chính là một ông già không có chút giá trị lợi dụng nào. Thậm chí nhà họ Diệp còn lo lắng sẽ bị ông già này làm liên lụy, dù sao thì nhà họ Diệp bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Đúng vậy, một ông già sắp xuống lỗ mà thôi, ông ta thật sự cho rằng mình là lão tổ tông, là người lớn nhất nhà họ Diệp chúng ta à? Ha ha, nực cười. Chẳng thế thì sao, tôi thấy ông ta sống lâu quá nên đầu óc lú lẫn hết cả rồi, còn chả biết ông già lẩm cẩm này có phải người nhà họ Diệp không cơ.
Bây giờ loại người nào mà chẳng có. Chỉ dạy Diệp Long Xuyên vài chiêu đã cho rằng mình là sư phụ, là lão thái tổ cao cao tại thượng của nhà họ Diệp rồi. Loại người này sống thuận lợi quá rồi, có lẽ nên làm ông ta vỡ mộng thôi, xí. Nghe những lời khinh thường và chế giễu của đám người nhà họ Diệp dành cho bản thân, những khuôn mặt thường ngày luôn cung kính với ông, hiện giờ đều biến thành dáng vẻ quỷ ăn thịt người, trái tim Diệp Hiên Viên đã hoàn toàn nguội lạnh, lòng đau như cắt. Dù sao thì đám người này cũng đều là con cháu của ông ấy, nhưng đối với nhà họ Diệp, ông ấy lại chẳng đáng một đồng. Nhà họ Diệp bây giờ đang phát triển rực rỡ như mặt trời ban trưa, hơn nữa thực lực cũng đứng top đầu trong thập đại gia tộc thủ đô, sao bọn họ có thể vì một ông già mà phá hủy mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Bạch chứ? Quan trọng nhất là, nhà họ Bạch tuyệt đối không phải là đối tượng mà bọn họ có thể chọc vào, nếu bọn họ nhất quyết đối đầu với nhà họ Bạch thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Nhà họ Diệp có thể sẽ công khai trở thành kẻ thù của nhà họ Bạch, đây cũng là điều mà bọn họ không mong muốn, thậm chí không dám để xảy ra. Diệp Hiên Viên hoàn toàn không có chỗ đứng trong lòng bọn họ, cũng phải, một ông già không biết từ đâu chui ra, cho dù đó có thật sự là lão tổ tông của bọn họ, thì bọn họ vẫn cảm thấy không thoải mái, chứ đừng nói đến tình hình hiện tại. Nhà họ Diệp đã bị nhà họ Bạch dồn đến cửa rồi, tất cả đều là do Tần Lâm gây ra. Hơn nữa, ông già Diệp Hiên Viên này lại cứng đầu không chịu hợp tác với nhà họ Bạch, nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt thì có lẽ bây giờ Diệp Hiên Viên vẫn sẽ im lặng. Hiện trường bỗng chốc trở nên vô cùng lúng túng, sự lạnh lùng của đám người nhà họ Diệp đã đánh bay hoàn toàn chút tình cảm cuối cùng của Diệp Hiên Viên, trong mắt bọn chúng, ông ấy không đáng một đồng. Xem ra tất cả những nhiệt tình, gần gũi, thân thiết với con cháu của ông, đều đã biến thành trò cười. Diệp Hiên Viên cười khổ. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ông ấy đã sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị thế hệ trẻ chế giễu, trong lòng ông hiện giờ đang cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Đối với nhà họ Diệp, ông ấy chỉnh là một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mà nhà họ Bạch mới chính là đồng minh thật sự của bọn họ. Diệp Hiên Viên, ông nên nghỉ ngơi sớm đi, đã từng này tuổi rồi còn không biết xấu hổ. Hôm nay tôi sẽ thanh lý môn hộ, ông ngoan ngoãn đứng đó nhìn là được rồi. Ông là lão tổ của nhà họ Diệp, chúng tôi kính trọng ông ba phần vì bối phận của ông, nhưng nếu ông già còn láo toét thì đừng trách chúng tôi ra tay tàn nhẫn. Diệp Long Xuyên vô cùng tự tin, hiện giờ ông ta đã là cao thủ ngũ mạch, căn bản không thèm đặt Tần Lâm vào mắt, ngay cả Diệp Hiên Viên cũng chỉ là cao thủ ngũ mạch mà thôi. Trước đây ông ta đã đấu với ông ấy một trận, ông ấy đã già rồi, đồng thời còn nói ông ta trò giỏi hơn thầy, hiện giờ đã đến lúc ông ta kiểm chứng thực lực của bản thân rồi. Tiêu diệt Tần Lâm sẽ có thể lấy lòng nhà họ Bạch, cũng có thể nâng cao danh tiếng của ông ta trong nhà họ Diệp. Dù sao thì giết Diệp Hiên Viên cũng không thỏa đáng cho lắm, nhưng bản thân ông ta là người nhà họ Diệp, lại cũng được coi là đồ đệ trên danh nghĩa của Diệp Hiên Viên, giết Tần Lâm thì chắc chắn danh chính ngôn thuận. Xem ra, nhà họ Diệp quả nhiên có vô số nhân tài tiền đồ sáng lạng. Ông già nhà họ Bạch cười ha hả nói, Diệp Long Xuyên mỉm cười gật đầu lia lịa. Bạch tiền bối dậy phải, hôm nay không cần mọi người ra tay, cứ giao tên nghiệt đồ này cho tôi chắc chắn sẽ khiến mọi người nhìn rõ, trong nhà họ Diệp chúng tôi, tên ngạo mạn này căn bản không có chút phản kháng nào. Diệp Long Xuyên thề thốt, căn bản không thèm để Tần Lâm vào mắt, lúc này, cuối cùng đã đến lúc bản thân ông ta thể hiện tài năng rồi. Vậy tôi sẽ chờ xem, ha ha ha. Ông, già cười ha hà nói, là thần tiên đang ở đây. Nếu có thể tiết kiệm sức lực thì càng tốt chứ sao? Nếu đám người nhà họ Diệp đã tình nguyện xông lên thì bạn họ có lý do gì mà từ chối chứ? Diệp Long Xuyên, giờ trông cậy cả vào ông đấy. Bạch Phàm tiếc nhìn Diệp Long Xuyên, trước đây Diệp Long Xuyên luôn là bại tướng dưới tay Bạch Phàm, lần này đã tu luyện chăm chỉ, thực lực đột phá không nhỏ, vì vậy Diệp Long Xuyên vẫn luôn canh cánh trong lòng về Bạch Phàm. Trước đây nghe nói anh Bạch thua Tần Lâm một chiêu, hôm nay, tôi sẽ bảo thủ cho ông. Diệp Long Xuyên đi ngang qua Bạch Phàm lạnh nhạt nói. Ha ha ha, được vậy thì tốt quá, vậy tôi phải chúc mừng ông trước rồi. Sắc mặt Bạch Phàm âm u, hai người cũng đã âm thầm đấu đá nhau nhiều năm, nếu lần này Diệp Long Xuyên đánh thắng Tần Lâm thì Bạch Phàm chắc chắn sẽ rất mất mặt. Mặc dù ông già là người họ Bạch, nhưng cũng rất vui khi thấy đám con cháu thế hệ trẻ ganh đua nhau, chỉ cần không động chạm đến lợi ích và danh tiếng gia tộc là được, thế thì ông ta sẽ không ra tay ngăn cản. Lần này nếu không phải Bạch Phàm nhờ vả, thì ông ta đã sớm lui về ở ẩn rồi,
tất nhiên sẽ không thể ra mặt lần nữa. Thế lực của nhà họ Bạch ở thủ đô hiện tại gần như là không có đối thủ, không có mấy người có thể xúc phạm đến thể diện nhà họ Bạch. Tần Lâm này chính là một trong số ít đó, tên này sẽ phải biến mất khỏi thế giới này. Đó là đương nhiên. Diệp Long Xuyên từng bước tiến lại gần Tần Lâm, giữa hai người giống như trải qua muôn ngàn sông núi, bốn mắt nhìn nhau, ý chí chiến đấu dâng cao. Tần Lâm, còn phải cẩn thận đó. Diệp Hiên Viên không dám chắc chắn về thực lực của Tần Lâm hiện tại, dù sao thì khi hai người tạm biệt, thực lực của Tần Lâm vẫn chưa mạnh lắm, mặc dù trong khoảng thời gian này thực lực của anh đã tăng vọt, nhưng muốn đánh thắng Diệp Long Xuyên có lẽ cũng không đơn giản như vậy. Với thực lực của Diệp Long Xuyên hiện tại, ngay cả ông ấy cũng đã không phải là đối thủ nữa, có thể biết được tên này đáng sợ cỡ nào. Tần Lâm là đệ tử ông ấy tự hào nhất, trong trận chiến này, Diệp Hiên Viên lo lắng hơn ai hết. Sư phụ yên tâm, người phải chịu ấm ức, con sẽ đòi lại bọn chúng gấp đôi. Tần Lâm mỉm cười, đối mặt trực diện với Diệp Long Xuyên, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bớt nói nhảm, ra tay đi, tao sợ chút nữa mày sẽ không có cơ hội nói chuyện đâu. Diệp Long Xuyên nói, thế à, ông đã đánh giá bản thân quá cao rồi, chút nữa đừng thua quá thảm hại, hèn mọn kêu gào đấy, người giúp sư môn thanh lý môn hộ nên là tôi mới đúng. Tần Lâm chậm rãi nói từng câu từng chữ. Ông căn bản không xứng làm đệ tử sư phụ, nhà họ Diệp các người đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Mày dám, hôm nay tao không giết mày, thề không phải người. Diệp Long Xuyên gầm lên một tiếng rồi xông lên, ép đến chỗ Tần Lâm. Nếu ông đã không biết tốt xấu như thế, vậy tôi chỉ có thể tiến ông xuống địa ngục thôi. Người nhà họ Bạch và người nhà họ Diệp đều đang đứng xem, vì thế Diệp Long Xuyên đang cảm thấy vô cùng hưng phấn, chỉ được thành công, không được phép thất bại. Đến cả Bạch Phàm cũng phải thua Tần Lâm nên Diệp Long Xuyên không hề coi thường Tần Lâm, thực lực của người này rất có thể là nằm giữa ông ta và Bạch Phàm, muốn đánh bại Tần Lâm bắt buộc phải đánh nhanh thế mạnh mới được. Đây là trận chiến trên sân nhà của ông ta. Diệp Long Xuyên vô cùng tự tin, một tên vô danh tiểu tốt như Tần Lâm mà cũng dám đến thủ đô hống hách. Nhất định phải để cho anh có đến mà không có về, chết không chỗ chôn. Từng cú đấm vung ra, khí thế của Diệp Long Xuyên mạnh mẽ như hổ, trời đất rung chuyển, hai chân tung bay, tấn công mạnh mẽ, bá khí ngất trời. Tên Diệp Long Xuyên này xem ra cũng có chút bản lĩnh, chú ba, ông ta thật sự đã vượt qua chú rồi ạ. Bạch Thiếu Đình chớp mắt. Nhìn sang chú ba bên cạnh. Đợi mà xem. Bạch Phàm nở một nụ cười ẩn ý, tựa như có như không, lúc này trận chiến đã bắt đầu, bóng dáng của Tần Lâm và Diệp Long Xuyên giao vào nhau. Ánh mắt Tần Lâm hừng hực như lửa lại lạnh lẽo như băng, trong lòng anh đã nổi lên sát ý với Diệp Long Xuyên. Gương mặt già nua của sư phụ tràn đầy lo lắng, sự căng thẳng trong đáy mắt hiện rõ mồn một, anh tuyệt đối không thể để sư phụ lo lắng được. Hơn nữa, tên Diệp Long Xuyên này chẳng những không có ơn không báo mà còn vô lễ với người lớn, loại người không biết lý lẽ, không biết tôn sư trọng đạo này, sống cũng vô dụng. Chính ông ta đã xúc phạm đến sư phụ anh, khiến người vô cùng đau lòng, sư phụ vất vả dạy dỗ ông ta nhưng cuối cùng lại nuôi phải một kẻ vô ơn, điều này đã giáng một đòn nặng nề vào trái tim sư phụ, hơn nữa tên này lại còn là con cháu của người, đây mới là điều khiến ông ấy đau lòng nhất. Bản thân ông ấy đã bỏ ra toàn bộ tâm sức nhưng nhà họ Diệp lại vứt ông ra xa, không coi ông là người nhà họ Diệp. Trong mắt Tần Lâm, sự tự giễu của Diệp Hiên Viên đau buồn biết bao. Một ông lão sống hơn trăm năm từ lâu đã không còn cảm thấy vui buồn, nhưng giờ lại bị đám người nhà họ Diệp làm cho tan nát cõi lòng. Báo thù cho sư phụ, chứng minh bản thân. Ánh mắt Tần Lâm lạnh lùng, khí thế dũng mãnh, không chút sức mẻ trước sự công kích của Diệp Long Xuyên, nắm đấm vung lên. Căng vai khuỵ gối chống trả, vững chắc như núi Thái Sơn. Bịch, bịch, bịch. Diệp Long Xuyên cũng vô cùng hung tợn, hàng loạt cú đấm liên tiếp phung lên, nhưng Tần Lâm đều có thể ung dung, bình tĩnh, cẩn thận đỡ đòn, đây là một điều vô cùng khó khăn, trông thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, một giây lơ là cũng có thể dẫn đến bị thương nghiêm trọng. Tần Lâm tiến lui có trật tự, Diệp Long Xuyên liên tiến tấn công với khí thế hủy diệt nhưng lại không thể động đến một cọng tóc của Tần Lâm. Diệp Long Xuyên càng đánh càng nôn nóng, tên Tần Lâm này dường như luôn trốn tránh, căn bản không định đối đầu trực tiếp với ông ta. Nhưng Tần Lâm lại không nghĩ như vậy, đây là sự tôn trọng cuối cùng của anh dành cho nhà họ Diệp, cũng là nể mặt Diệp Hiên Viên. Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu đây,
tôi nhường ông 10 chiêu đã là nể mặt nhà ông lắm rồi. Từ nay về sau, sư phụ của tôi và nhà họ Diệp các người không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tần Lâm trầm giọng nói. Tên nhóc này, mày có bản lãnh thì tung ra, ai cần mày nhường chứ, hừ hừ. Diệp Long Xuyên càng thêm tức giận, mày nhường tao 10 chiêu. Tao thấy mày muốn chết rồi. Tần Lâm nhíu mày, bàn tay lật lại, một luồng sức mạnh như sấm sét đánh ra, không hề có bất kỳ động tác hoa mỹ nào, chỉ có sức mạnh hủy diệt. Cao thủ thất mạch toàn lực ra đòn, gần trong gang tấc, mặc dù Diệp Long Xuyên nhìn thấy rõ cảnh này, nhưng không có chút khả năng phản kháng. Dầm! Một cú đấm đánh trực diện vào hai lòng bàn tay Diệp Long Xuyên, Diệp Long Xuyên cảm thấy hai cánh tay của mình giống như bị nổ tung, cơn đau đó khiến da đầu tê dại. Trước đây ông ta chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, cơn đau đớn bỏng rát như thiêu đốt đâm thẳng vào tim gan. Hơn nữa, lực chấn động khiến khuôn mặt Diệp Long Xuyên càng thêm biến dạng. Đáng ghét! Cơn tức giận của Diệp Long Xuyên tăng lên ngùn ngụt, không thể giải tỏa, ánh mắt vô cùng âm u, lúc này thực lực của Tần Lâm đã vượt xa tưởng tượng của ông ta, khi cú đấm của anh giáng xuống, Diệp Long Xuyên đã cảm nhận được một áp lực cực lớn. Nhưng hiện giờ, dưới bao nhiêu con mắt của người nhà họ Diệp và nhà họ Bạch, nếu ông ta thua một cách thảm hại như thế, thì sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Không thể lui. Tuyệt đối không thể. Diệp Long Xuyên gầm lên một tiếng, hai nắm đấm tung ra với uy lực đáng sợ, lực đánh mạnh mẽ như điên cuồng nghiền nát tất cả. Đi chết đi. Sức mạnh này được tạo nên từ tất cả sức lực của Diệp Long Xuyên, lúc này, ông ta đã đánh cược tất cả, nhất định phải giết chết Tần Lâm. Nếu không bản thân ông ta đâu còn mặt mũi nào đối diện với nhà họ Diệp nữa chứ. Xem ra, Diệp Long Xuyên đã bắt đầu nôn nóng rồi. Bạch Phàm cười ha hả nói, trong trận quyết đấu giữa hai người, nắm đấm giao nhau, sức lực kinh người, đè nén không khí xung quanh, khiến mọi người có mặt ở đây cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Đặc biệt là Diệp Hiên Viên, lúc này ông ấy vô cùng lo lắng cho Tần Lâm, thấy thực lực của anh tiến bộ vượt bậc. Trong lòng ông ấy cảm thấy vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng, thực lực mạnh mẽ không quan trọng, quan trọng là phải mãi mãi giữ một trái tim ham học hỏi. Diệp Hiên Viên hiểu rất rõ tâm hồn lẫn cách đối nhân xử thế của Tần Lâm, anh có một tấm lòng rộng mở và hiếu kính với ông. Diệp Hiên Viên bật khóc, cuối cùng bản thân ông ấy đã có thể yên tâm rồi, sự xuất hiện của anh đã cho ông ấy một sự cổ vũ cực kỳ to lớn, mặc dù người nhà họ Diệp vứt bỏ ông, nhưng đồ đệ Tần Lâm của ông chưa bao giờ từ bỏ ông. Hơn nữa, Tần Lâm mới là đồ đệ ông tự hào nhất. Lúc này, ánh mắt Tần Lâm vô cùng thâm trầm, bất động như núi, đón lấy sự tấn công mạnh mẽ cùng khí thế âm u đằng đằng sát khí của Diệp Long Xuyên. Tần Lâm khí thế như núi, lấy bạo trị bạo. Nam đấm cứng như sắt mạnh mẽ xông lên, khí thế mạnh mẽ không một thứ gì có thể ngăn cản. Đối diện với nắm đấm của Tần Lâm, sắc mặt của Diệp Long Xuyên vô cùng khó coi, khi hai người giao nhau. Ông ta đã cảm nhận được khí thế rời núi lấp biển, nghiền nát tất cả từ Tần Lâm. Không. Sắc mặt Diệp Long Xuyên đột nhiên thay đổi, sức mạnh này đã trực tiếp đánh ông ta ngã bay xuống đất, phun ra máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp Long Xuyên bị Tần Lâm đánh cho không còn sức lực đánh trả, sức mạnh nắm đấm xuyên thẳng tầng mây. Sắc mặt của Diệp Long Xuyên khó coi đến cực điểm, lúc này, vẻ mặt của đám người nhà họ Diệp cũng vô cùng nghiêm nghị. Sự thất bại của Diệp Long Xuyên không khác nào một cái tát giáng lên mặt bọn họ, thể diện nhà họ Diệp mất hết rồi. Diệp Hiên Viên thở phào nhẹ nhõm, Tần Lâm cuối cùng vẫn không để ông thất vọng, anh đã đánh bại Diệp Long Xuyên, hơn nữa, Diệp Long Xuyên hoàn toàn không có sức đánh trả. Đứa trẻ này đúng là càng ngày càng mạnh, ban đầu khi rời khỏi ông, thực lực của Tần Lâm còn kém xa bây giờ rất nhiều, có lẽ hiện tại ông ấy đã không còn là đối thủ của anh nữa. Ánh mắt Tần Lâm rực lửa, tràn đầy kiêu ngạo và bá đạo. Không ít người nhà họ Diệp phải run lên, Diệp Long Xuyên là trụ cột chân chính của nhà họ Diệp bọn họ, ngay cả gia chủ cũng phải nể mặt ông ta ba phần, nhưng giờ xem ra đã thua trong tay Tần Lâm, chuyện này sốc quá đi. Diệp Hiên Viên biết Tần Lâm hiện giờ đã không còn là đứa trẻ thò lò mũi xanh luôn đi sau lưng ông nữa, trong số tất cả đồ đệ, anh luôn là đứa trẻ ông yêu thích nhất. Lần này nhà họ Bạch đến vây khốn ông. Mặc dù tất cả đều do Tần Lâm gây nên nhưng Diệp Hiên Viên không hề trách móc anh, trong chuyện này ông ấy không hề cảm thấy hổn hẹn với lòng hay với nhà họ Diệp, đây là đồ đệ của ông ấy tất nhiên không thể mặc kệ sống chết được. Ngay cả khi đối mặt với sự vu khống của nhà họ Bạch, ông ấy cũng chưa từng có ý định đầu hàng,
đến cuối cùng nhà họ Bạch dùng tính mạng người nhà họ Diệp để ép buộc khiến ông không còn lựa chọn nào khác, ông ấy không thể trơ mắt đứng nhìn người nhà họ Diệp bị giết được. Dù tôi không giết người nhưng người vì tôi mà chết thì sẽ khiến ông ấy cảm thấy vô cùng hổn hẹn với nhà họ Diệp. Nhưng giờ xem ra, có lẽ Diệp Hiên Viên đã sai rồi, người nhà họ Diệp là một đám chó điên mất trí, cùng một ruột với đám người nhà họ Bạch. Bây giờ người nhà họ Diệp càng trở nên hung tợn và độc ác hơn, hoàn toàn không tôn trọng người già một chút nào, nhà họ Diệp cũng đã sớm mất đi chỗ đứng từ lâu rồi. Bây giờ Diệp Long Xuyên thua thảm hại, ánh mắt Tần Lâm như mũi tên khiến ông ta sợ hãi lui về phía sau, toàn thân run rẩy tuyệt vọng. Bản thân ông ta cuối cùng vẫn thua Tần Lâm chỉ bằng một chiêu, chả trách ngay cả Bạch Phàm cũng thua anh, tên Tần Lâm này quả thật quá đáng sợ. Không ngờ ông già kia lại dạy dỗ nên một đệ tử cao siêu như thế này, Diệp Long Xuyên cũng thấy vô cùng khó hiểu, vì sao bản thân ông ta đã học tất cả võ công của Diệp Hiên Viên nhưng vẫn thua Tần Lâm. Diệp Long Xuyên nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn ông già đó vẫn giữ lại một chút võ công không dạy ông ta, nếu không sao bản thân ông ta lại thua được chứ. Tên nhóc này ghê gớm thật đấy, ngay cả Diệp Long Xuyên cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Đúng thế. Không ngờ chú tư nhà họ Diệp lại thua một tên nhóc danh, đúng là quá bất ngờ. Anh tứ thua rồi sao, sao có thể chứ? Đám người nhà họ Diệp quay sang nhìn nhau, mặc dù không dám tin nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, đám người họ Diệp vốn kiêu căng ngạo mạn giờ đây lại héo hon như quả cà tím phơi xương. Cứu, sư phụ cứu con. Thấy Tần Lâm đang bước từng bước đi đến, ánh mắt Diệp Long Xuyên tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn sang Diệp Hiên Viên cầu cứu. Ánh mắt Diệp Hiên Viên tràn đầy phức tạp, Diệp Long Xuyên dù sao cũng là người nhà họ Diệp, ông ấy không thể trơ mắt nhìn ông ta bị Tần Lâm đánh chết được. Nhưng trong lúc Diệp Hiên Viên còn đang do dự, Tần Lâm đã sớm ra tay. Tên nghiệt đờ khốn khiếp, không biết tôn sư trọng đạo như ông mau cút đi cho tôi. Tần Lâm quát một tiếng trầm thấp, bay lên đá một cú thật mạnh vào bụng Diệp Long Xuyên, Diệp Long Xuyên cong người lại, nhưng vẫn không thể ngăn được cú đá của Tần Lâm, trực tiếp bị đá bay ngã xuống đất. Lăn xa mười mấy mét, có thể thấy sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Cuối cùng Diệp Long Xuyên nằm hấp hối trên mặt đất, toàn thân co giật, tất cả đám người nhà họ Diệp đều không khỏi run rẩy bàng hoàng. Bây giờ cuối cùng tao cũng biết tại sao chú ba lại cười rồi. Bạch Thiếu Đình trầm giọng nói, bởi vì Bạch Phàm hiểu rõ Diệp Long Xuyên chắc chắn không phải đối thủ của Tần Lâm, ngay cả ông ta còn thua Tần Lâm chứ nói gì đến Diệp Long Xuyên. Lúc bắt đầu Diệp Long Xuyên còn dương dương tự đắc. Bây giờ thì hay lắm, chẳng thua bét nhè. Đây chẳng phải là vả mặt sao, bây giờ Tần Lâm suýt đánh chết ông ta. Người nhà họ Diệp không dám đấu với Tần Lâm, bây giờ hy vọng duy nhất đều nằm trên người chú hai của Bạch Phàm, Bạch Chiết. Có vẻ như, cái gọi là nhà họ Diệp cũng chỉ đến thế mà thôi. Tần Lâm cười khẩy nói, người nhà họ Diệp đương nhiên chẳng dám nói gì, họ đều cúi đầu không dám nhìn vào mắt Tần Lâm. Diệp Hiên Viên cảm thấy được an ủi. Lúc này ông như được siêu thoát mà bước tiếp, ông không còn điều gì tiếc nuối nữa. Sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đợt này mạnh hơn đợt kia. Tần Lâm là người thừa kế thật sự của ông, trong mắt Diệp Hiên Viên, Tần Lâm là tác phẩm mà ông hài lòng nhất. Đời người chỉ có một lần mà Tần Lâm là niềm an ủi lớn nhất của ông. Tần Lâm cười mỉm nói. Sư phụ, may mà không mất mạng, lần này con làm người thất vọng rồi. Lúc này... Mắt Bạch Chiết hơi híp lại, ánh mắt rơi xuống người Tần Lâm, miệng nở nụ cười. Cao thủ. Chỉ khi đối đầu thực sự mới có thể cảm nhận được thực lực của đôi bên, chỉ có cao thủ thật sự mới có thể khiến đôi bên cảm thấy hứng thú. Tần Lâm rõ ràng là một đối thủ xứng tầm. Bạch Chiết năm nay đã gần 70, đã 68 tuổi rồi, vậy mà lúc này lại vui như một cậu thanh niên, bởi vì đối thủ như Tần Lâm thực sự hiếm có khó tìm, hơn nữa còn là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Bạch. Trận chiến ngày hôm nay khiến ông ta vô cùng hứng thú, nhiều năm không ra tay, bây giờ khi có thể đối đầu với một cao thủ trẻ tuổi, ông ta lại cảm thấy kích động vô cùng. Cảm giác kỳ phùng địch thủ đối địch khiến Bạch Chiết cảm thấy cực kỳ kích thích, nhiều tuổi như vậy mà có thể có lại ý chí chiến đấu đến thế thì đúng là hiếm thấy. Với Bạch Chiết mà nói, người tập võ phải tồn tại và chiến đấu vì võ lâm, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh mới là kẻ thực sự làm chủ thế giới này. Bạch Chiết nói. Có vẻ như lần này cậu không khiến tôi thất vọng nhỉ, nếu như cậu chỉ là một tên rác rưởi không có thực lực thì tôi sẽ buồn lắm đấy, nhưng hôm nay cậu thực sự khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, chẳng trách ngay cả Bạch Phàm cũng thua cậu. Thằng nhóc,
Cậu có khí chất đấy, tôi càng ngày càng có hứng với cậu rồi. Nói trắng ra là ông muốn đấu với tôi chứ gì, chẳng phải muốn thể hiện uy danh của nhà họ Bạch sao? Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái quái gì, còn khiến sư phụ tôi bị thương đến mức này, hôm nay tôi sẽ không bỏ qua đâu. Cho dù là ai làm sư phụ tôi bị thương, hôm nay nhất định đều phải trả giá. Tần Lâm lạnh lùng nói, nhìn thẳng vào Bạch Chiết, khi phải đối mặt với thứ áp lực mà Bạch Chiết đem lại cho anh, Tần Lâm không hề lùi bước mà đối diện thẳng, bầu không khí giữa hai người vô cùng lạnh lẽo, chiến ý ngút trời. Một già một trẻ, hai người ai cũng không dừng lại. Bạch Chiết ung dung mà nói, được lắm, cậu xứng làm đối thủ đáng khen ngợi của tôi, tôn kính sư phụ như vậy đúng là đáng quý. Tiếc rằng nhà họ Bạch chúng tôi liên tục bị cậu vả mặt, tôi là người lớn trong nhà nên nhất định phải bước ra để dạy bảo. Tần Lâm cười khẩy. Đúng vậy, người nhà họ Bạch các người đúng là cần dạy bảo lại, nếu không mà cứ kiêu ngạo thế này thì có ngày diệt vong. Bạch Thiếu Đình chỉ trỏ Tần Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tên này thực sự quá ngông cuồng, khinh thường ngay cả ông hai của anh ta. Nói năng hàm hồ, tao thấy mày muốn chết thì phải. Tần Lâm nghiêm túc nói, chẳng thèm để ý đến Bạch Thiếu Đình, sắc mặt anh ta trầm xuống, nhất thời cứng họng. Thằng nhãi như mày có tư cách để ngạo mạn trước mặt tao à? Ngoài việc chỉ biết gọi người khác đến, mày còn biết làm gì nữa? Thiếu Đình, lui ra. Bạch Phàm trầm giọng nói, bây giờ ở đây không có chỗ cho bọn họ cãi nhau, ông hai nhà họ Bạch đang ở đây thì sao đến lượt anh ta nói chuyện, đây chính là quy tắc. Bị chú ba của trách, mặt Bạch Thiếu Đình biến sắc. Nhìn thấy ánh mắt của ông hai nhà họ Bạch Bạch Chiết, anh ta cũng hơi run lên, sắc mặt âm trầm, Bạch Thiếu Đình biết vừa nãy mình ăn nói hàm hồ nên không thể không lùi lại, trong ánh mắt của anh ta đầy sự hoảng loạn. Người nhà họ Bạch có vẻ chỉ là một đám chuột vô dụng, ông tuy là trưởng bối nhà họ Bạch cũng chẳng mạnh là bao. Tần Lâm khinh thường nói, lúc này Bạch Chiết nổi giận, sắc mặt trầm xuống, cái tên mất não này, cái họa này là do Bạch Phàm tự xông vào. Vì một người phụ nữ mà để đến bước đường này, loạn ngày càng to, vậy mà anh ta còn tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nếu không phải vì mặt mũi của nhà họ Bạch ông ta đã tiến lên cho anh ta hai cái tát rồi. Cái loại không có não, chẳng trách bị người ta đá, bị Tần Lâm đánh, thực sự đáng. Bạch Chiết lạnh lùng nói, cứ như đã phán tội chết cho Tần Lâm. Miệng lưỡi lợi hại đâu được coi là anh hùng hảo hán, có điều thực lực của cậu chắc cũng xếp vào hàng cao thủ bảng hổ nhỉ. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, có điều cậu không biết giấu mình, hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bài học, cho dù là cậu hay Diệp Hiên Viên thì đều phải chết. Tần Lâm chưa bao giờ là một người sợ phiền phức, đối mặt với sự áp bức của nhà họ Bạch, lần này anh nhất định sẽ liều với bọn họ đến cùng. Thế thì phải xem ông có thực lực không, nhà họ Bạch mấy người ngạo mạn quá, hôm nay mấy người có bao nhiêu thủ đoạn thì lấy ra hết đi, tôi sẽ chơi với mấy người đến cùng. Cho dù là ai nhưng đã làm sư phụ bị thương thì đều phải trả giá, oan có đầu nợ có chủ, lần này, Tần Lâm không thể bình tĩnh được nữa. Sư phụ chịu nhục, anh phải bắt nhà họ Bạch nợ máu trả bằng máu. Bạch Chiết cười nói, ông ta chẳng sợ gì cả, trong mắt ông tên Tần Lâm này chỉ là một thằng hề đang nhảy nhót thôi, chẳng cần gì phải sợ. Trẻ tuổi có triển vọng, không sợ trời cao đất dày. Có điều tôi là hạng chín bảng hổ, không biết cậu có gánh nổi không? Cho dù đánh bại Bạch Phàm thì cũng chẳng phải đối thủ của ông ta. Tần Lâm khinh bỉ cười lớn. Hạng chín bảng rồng, sao nhà họ Bạch mấy người nhiều hạng chín bảng rồng thế? Ha ha ha, Bạch Phàm nhíu mày lạnh lùng nói. Mày thì hiểu cái gì? Chú hai tao là hạng chín bảng rồng 20 năm trước, bây giờ chú đã sớm lui khỏi giang hồ, không quan tâm đến thời thế nữa. Bảng rồng 10 năm xếp hạng lại một lần, tao là hạng chín bảng rồng 10 năm trước. Bây giờ thực lực của chú hai tao đã lên một tầm cao mới, đối phó với hạng tép diêu như mày chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Hạng chín bảng rồng 20 năm trước. Lòng Tần Lâm khẽ rung lên, xem ra người này thực sự phi phàm nhỉ, cao thủ bảng rồng 20 năm trước không phải là thứ mà cao thủ bảng rồng 20 năm sau có thể sánh bằng. Hơn nữa sau 20 năm, thực lực của ông ta sao có thể đứng yên không đổi được. Ánh mắt của Tần Lâm nghiêm trọng hẳn. Hạng chín bảng rồng 20 năm trước, có thể tưởng tượng được đây là một người gây rông bão ở Hoa Hạ. Còn Bạch Phàm vẫn kém một xíu, nhưng ông ta vẫn có thể xếp hạng chín bảng rồng,
Điều này thể hiện khả năng chiến đấu của bảng rồng 10 năm trước rõ ràng không bằng khả năng chiến đấu của bảng rồng năm xưa, đúng là khủng khiếp. Ngay cả Diệp Hiên Viên cũng nghiêm túc như vậy, thực lực của Bạch Chiết có vẻ như thực sự rất mạnh, hơn nữa thương thế trên cơ thể ông lão cũng là do Bạch Chiết gây ra, hạng 9 bảng rồng 20 năm trước, chẳng trách, chẳng trách. Diệp Hiên Viên vô cùng sốt ruột, ông lão rất lo cho Tần Lâm, đây là đề đệ của mình, trận chiến này anh dễ thua, khó thắng. Tần Lâm, con phải cẩn thận đấy. Diệp Hiên Viên lo lắng thay cho Tần Lâm, ông lão trầm giọng nói, trận chiến này không thể so với trận chiến với Diệp Long Xuyên, hạng 9 bảng rồng 20 năm trước lợi hại đến đâu, không ai biết được. Hơn nữa nhiều năm thế này thực lực của ông ta nhất định đã có bước nhảy vọt, thực lực 20 năm đủ để giúp ông ta đứng top đầu bảng rồng. Với Tần Lâm mà nói, trận chiến này vô cùng khó khăn. Nhà họ Bạch vô cùng căm ghét Tần Lâm. Nếu không sẽ không điều động hai vị cao thủ bảng rồng đến đối đầu với anh. Đây là niềm vinh dự của Tần Lâm, cũng là trận chiến anh không thể tránh khỏi. Yên tâm đi sư phụ, con tự có dự tính riêng. Tần Lâm cười nói, vết thương trên người sư phụ mới là điều anh quan tâm, trận chiến này anh nhất định sẽ không để sư phụ lo lắng, cho dù là nhà họ Diệp hay nhà họ Bạch, lần này anh cũng phải khiến cho bọn chúng nhớ kỹ, cái tên Tần Lâm này không phải thứ bọn chúng có thể động vào. Lần này không ai cứu được mày đâu Tần Lâm, mày có thể khiến chú hai tao ra tay, mày cũng được coi là chết có ý nghĩa rồi. Bạch Phàm trịnh trọng nói, ông ta nhất định phải nghiêm túc xem trận chiến này, nó liên quan trực tiếp đến sự tiến bộ về thực lực của ông ta không thể bỏ qua được. Lần trước bị Tần Lâm đánh bại, lần này ông ta đã biết điều rồi, nên phải xem thấy kỹ mới được, chú hai nhiều năm chưa từng rời núi, chuyện lần này liên quan đến thể diện của nhà họ Bạch, ông ta mới phá lệ rời núi. Nếu không chú hai một người đã tu thân dưỡng tính từ lâu, một lòng chỉ hướng về võ đạo sao có thể quan tâm được. Với nhà họ Bạch mà nói, muốn để chú hai rời núi không phải chuyện dễ dàng, mà trận chiến giữa chú hai và Tần Lâm nhất định là một trận chiến kinh thiên động địa, Bạch Phàm nhất định phải xem kỹ trận chiến này, như vậy thì mới tiến bộ được. Ánh mắt của Bạch Thiếu Đình lạnh lẽo băng giá, anh ta chờ cảnh Tần Lâm bị ăn đấm lâu rồi, nhưng chú ba không đánh thắng Tần Lâm. Anh ta cũng không phải đối thủ của Tần Lâm, bây giờ có ông hai ra tay thì nhất định sẽ thắng. Hạng 9 bảng rồng 20 năm trước là thứ khó có thể tưởng tượng nổi. Nhà họ Bạch bọn họ cũng được coi là nơi nhân tài tụ họp, trong ba đời, bây giờ chỉ có anh ta là yếu nhất, mặc dù địa vị của nhà họ Bạch vẫn luôn ở trên cao, nhưng nếu như anh ta không nỗ lực thì nhất định sẽ trở thành gánh nặng của nhà họ Bạch. Anh ta nhất định phải cố gắng nỗ lực. Mặc dù bây giờ anh ta chỉ có thực lực của cao thủ bảng hổ nhưng sẽ có một ngày anh ta có thể sánh ngang với ông hai. Tên khốn Tần Lâm khiến anh ta tức muốn chết, còn cả con điếm Tạ Hồng Mai nữa. Lần này khó khăn lắm mới dùng được sư phụ Tần Lâm để ép anh đến, vậy nên ông hai nhất định sẽ không cho anh cơ hội. Bạch Chiết nói, tuổi trẻ tài cao, nếu như không vì cậu quá cố chấp, đắc tội nhà họ Bạch tôi còn muốn luận đạo, nghiên cứu học thuật với cậu. Hậu bối sinh sau tài năng như cậu không nhiều. Lão phu đây còn không xứng làm sư phụ cậu sao? Bạch Chiết trầm giọng nói, trong mắt mang theo vẻ yêu tài. Thế này đi, nếu cậu quỳ xuống đập đầu trước tôi ba cái, bái tôi làm sư, tôi sẽ truyền y bát của tôi cho cậu, như vậy cũng bảo toàn được mặt mũi của nhà họ Bạch tôi, cậu thấy thế nào? Ông hai, cái này. Bạch Thiếu Đình không ngờ ông hai lại không muốn ra tay với Tần Lâm ở đây, còn muốn nhận anh làm đồ đệ. Điều này với nhà họ Bạch mà nói thì chẳng phải tin tức tốt lành gì. Bạch Phàm có thể thấy được chú hai thực sự có lòng yêu tài tiếc tài, ông ta muốn Tần Lâm bái ông ta làm sư, muốn dạy bảo Tần Lâm, lúc đầu Bạch Thiếu Đình cũng muốn bái ông ta làm thầy, nhưng Bạch Chiết không đồng ý, có thể thấy được ông ta thực sự quý Tần Lâm. Tần Lâm mỉm cười. Ồ, có vẻ như ông thực sự có thành ý, nếu đã vậy, ông quỳ xuống dập đầu bái sư trước mặt tôi sẽ tha cho nhà họ Bạch các người một mạng. Ánh mắt của Bạch Chiết tràn ngập lửa giận, Tần Lâm thực sự muốn liều chết đến cùng với ông ta, tên này, đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ mà. Thằng nhãi, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tao cho mày nhiều cơ hội như thế mà mày không chịu nhận, hai. Nhiều lời vô nghĩa, để tôi xem hạng 9 bảng rồng 20 năm trước sốt cuộc mạnh đến đâu. Tần Lâm lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn Bạch Chiết, lửa giận của ông ta lại càng bùng lên. Mày đúng là khiến tao quá thất vọng, nếu đã vậy, tao không còn lý do gì để cho mày thêm cơ hội nữa, có những người chỉ có chết mới biết mình phạm phải lỗi lầm lớn thế nào.
Hơn nữa, mày lại là loại này. Bạch Chiết lạnh lùng nhìn Tần Lâm, trận chiến này cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Bạch Thiếu Đình đứng bên vô cùng kích động, lúc đầu cứ tưởng ông hai muốn nhận Tần Lâm làm đồ đệ, như vậy chẳng phải anh ta sẽ phải gọi Tần Lâm là sư thúc sao? Thế thì Bạch Thiếu Đình tức chết mất. Có điều tên Tần Lâm này lại không biết điều, ngay cả ông hai nhận anh làm đồ đệ anh cũng không chịu, anh vụt mất cơ hội lớn như nào chỉ mình Bạch Thiếu Đình hiểu rõ. Bạch Phàm cười híp mắt mà nói. Ông hai của cháu lần này thực sự nổi giận rồi, đợi xem kịch hay thôi. Tên Tần Lâm này có mạnh hơn nữa cũng đâu thể mạnh hơn được chú hai. Hạng 9 bảng rồng năm đó bây giờ chắc chắn phải nằm trong top đầu bảng rồng, người như này không phải người mà Tần Lâm có thể khiêu khích được, mặc dù ông ta đã thua Tần Lâm nhưng điều đó không có nghĩa anh có thể ngông cuồng mãi. Tần Lâm cười khẩy nói. Bắt đầu đi, cần tôi nhường ông mấy chiêu không? Ông cụ! Chịu chết đi, thằng nghiệt tử! Bạch Chiết lửa giận đùng đùng, tên này đúng là không biết tốt xấu, hơn nữa cực kỳ độc mồm độc miệng, muốn nể mặt anh chút chút, anh thực sự nghĩ mình có thể thích làm gì là làm đấy, không ai có thể trị được anh cả. Mặc dù Bạch Chiết năm nay đã gần 70 tuổi nhưng thực lực của ông ta vô cùng mạnh, hơn nữa bước chân vô cùng vững vàng, không thể có chút dáng vẻ gì của một ông cụ 70, thực lực mạnh mẽ, không ai dám khinh thường. Mỗi quyền mỗi chưởng đều vô cùng chuẩn xác, hơn nữa tràn đầy sức mạnh. Nhanh một phút chậm một phút đều không đạt đến độ hoàn mỹ không tì vết, vậy mà Bạch Chiết có thể thể hiện vô cùng chuẩn xác. Mấy năm gần đây, thực lực của ông ta không ngừng tiến bộ, không còn là Bạch Chiết của 20 năm trước nữa, đây cũng là lý do tại sao ông ta tự tin đến vậy. Hơn nữa Bạch Chiết còn một thân phận khác đó là tứ đại hộ pháp của bang Thanh Long, đây là lý do tại sao nhà họ Bạch luôn nằm trong top đầu của thập đại gia tộc của thủ đô, hơn nữa cứ thịnh mãi không suy. Thực lực của Bạch Chiết vô cùng mạnh mẽ, điều này ngay cả Tần Lâm cũng phải thừa nhận, hơn nữa ông ta còn là cao thủ lục mạch hàng thật giá thật. Hai cao thủ không ngừng giao chiến, trọng quyền đánh ra, quyền đập vào da thịt, dù là Bạch Chiết hay là Tần Lâm đều vô cùng hưng phấn, khí thế dạt dào. Với Bạch Chiết mà nói, thực lực của Tần Lâm mạnh như vậy nên ông ta khá tốn sức, lâu lắm rồi ông ta mới gặp được cao thủ mạnh thế này, mỗi quyền đánh xuống đều mang theo lực đạo kinh khủng. Hơn nữa tốc độ thì chẳng khác nào điện dẹt. Một mặt khác, Bạch Chiết cùng vô cùng khiếp sợ, vì Tần Lâm thực sự quá trẻ, trẻ như vậy mà có sức chiến đấu mạnh đến thế, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng được, Diệp Hiên Viên có thể dạy dỗ được một đồ đệ mạnh như vậy, so với Diệp Hiên Viên, Tần Lâm bây giờ đúng không phải loại tầm thường. Có thể có thực lực của cao thủ bảng rồng, với Diệp Hiên Viên mà nói chính là niềm tự hào của ông lão. Tần Lâm giao chiến với Bạch Chiết, thực lực tương đồng, hơn nữa sức chiến đấu của hai bên rất kinh khủng, Diệp Hiên Viên nhìn mà khiếp sợ, Tần Lâm có thể đánh ngang tay với cao thủ bảng rồng 20 năm trước đúng là kinh khủng. Đây là đồ đệ của ông, là niềm tự hào của ông. Đệ đệ, cố lên, Diệp Hiên Viên lầm bầm nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ rõ sự vui mừng và phấn khích, đây mới là anh hùng trẻ tuổi thật sự, không phụ sự mong đợi của mọi người. Bạch Chiết càng đánh càng khiếp sợ. Bởi vì sau 20 chiêu, Tần Lâm không hề có ý bỏ chạy, hai người càng đánh càng hăng, như vậy nên cũng bất lợi với ông ta. Người đời có câu, trẻ tuổi sức dài vai rộng, hơn nữa chiến đấu kịch liệt liên tục thế này với Bạch Chiết mà nói, qua 50 chiêu nữa, ông ta nhất định sẽ xuống dốc. Lúc này Bạch Chiết lại tiếp tục kêu khổ, bởi vì hắn đã rơi vào tình trạng hoang mang cực độ, cứ tiếp tục chiến đấu như vậy sẽ không có kết quả gì, hơn nữa còn có thể sẽ thua rất khó coi. Lúc này Bạch Chiết đã bắt đầu có ý rút lui, dù sao ông ta cũng là một trong tứ đại hộ vệ của bang Thanh Long và cũng là cụ ông nhà họ Bạch, nếu như lúc này bị Tần Lâm đánh cho một trận tơi bời thì thật xấu hổ. Ở tuổi của ông ta, thứ quan trọng nhất chính là mấy cọng lông trên người, hiện tại ông ta đã đạt được danh vọng và sức mạnh, nếu như để thua một đứa nhóc thì sau này ông ta sẽ trở thành trò cười cho toàn hoa hạ, điều này cũng sẽ làm cho người trong võ lâm chê cười. Thằng nhóc, mày rất mạnh. Nhưng xem ra hôm nay tao sẽ không chịu thua đâu. T sao Am Linh 2 sao 47, C sao Om cập nhật nhanh nhất. Bạch Chiết trở nên nghiêm nghị, đánh một đòn lui. Muốn nhận thua sao, có vẻ không được đâu, ông đã đánh trọng thương sư phụ tôi, nếu tôi không cho ông một bài học thì người khác lại còn tưởng tôi sợ ông đấy. Sư phụ là người tôi kính trọng nhất, hôm nay chúng ta phải không chết không thôi. Tần Lâm chế nhạo. À đúng rồi, đây là do ông nói đấy nhé. Phân thắng bại sống chết, tôi và nhà họ Bạch không đội trời chung.
Tần Lâm hoàn toàn không thèm quan tâm đến Bạch Chiết, tiếp tục tung ra đòn tấn công của mình, anh tung ra hàng loạt cú đấm khiến người ta kinh hãi, Bạch Chiết bị đánh đến đái ra quần, vô cùng đau đớn, vết thương của sư phụ không thể chịu công cốc được. Bịch, 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 Tần Lâm nói đánh liền đánh, không hề hai lời, cho dù có là cụ ông của nhà họ Bạch hay một trong bốn tứ đại hộ vệ của bang Thanh Long thì cũng như nhau thôi. Anh thậm chí còn không biết thân phận và lai lịch của Bạch Chiết. Đáng đánh. Bạch Chiết bị Tần Lâm đánh đến xanh mặt, toàn thân toàn là nắm đấm, lúc này tất cả mọi người đều sững sờ, bởi vì đây là một cảnh tượng này hết sức buồn cười, không ngờ cụ ông nhà họ Bạch lại bị đánh đến mức bị động như thế. Hơn nữa, Tần Lâm còn tiếp tục đè ép, không hề nương tay, lúc này Bạch Chiết vô cùng thống khổ, thậm chí còn muốn khóc lên. Dừng tay. Bạch Chiết nhanh chóng lùi ra ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi, vội vàng bảo Tần Lâm dừng lại. Sao thế? Đánh không lại à? Tôi cũng không làm khó ông, nếu như ông chịu quỳ xuống lại thì tôi có thể tha cho ông một mạng. Tần Lâm vẫn đứng nói ở đó. Trận chiến hôm nay kết thúc tại đây, hôm sau chúng ta sẽ đấu tiếp, nếu như cậu cứ ỷ mạnh hiếp yếu thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Nhưng tôi không nghĩ thanh niên như cậu lại không biết điều đúng không? Nhớ quay lại đọc tiếp tại T sao Am Linh 2 sao 47, C sao Om để ủng hộ chúng mình nha. Bạch Chiết nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh không lại thì bảo đánh không lại, huênh hoang như vậy làm gì, nhà họ Bạch đúng là không biết xấu hổ. Tần Lâm bác nói với vẻ không mấy quan tâm. Vậy mày muốn thế nào? Thắng thì đã thắng rồi, còn muốn giết người hay sao? Đây là thủ đô dưới chân thiên tử, mày dám giết người sao? Bạch Thiếu Đình giận dữ mắng. Mau quỳ xuống. Bạch Chiết thật muốn tát chết Bạch Thiếu Đình ngay lúc này. Tên Tần Lâm này không dễ dây vào chút nào, hơn nữa hai bên đã giao chiến từ trước, vậy mà nó còn nói vậy ư? Não bị úng thủy rồi hay gì? Bạch Thiếu Đình run lên bần bật, anh ta nhanh chóng quỳ xuống. Hắn nói tôi không dám giết người, vậy hôm nay e là tôi sẽ cho các người mở rộng tầm mắt. Này lão già, ông nói xem tôi nên giết ai đây? Ông cho rằng ai là kẻ vô dụng nhất? Tần Lâm mỉm cười, nhưng Bạch Thiếu Đình lúc này lại đang đổ mồ hôi hột. Hôm nay coi như nhà họ Bạch chịu thua, mong cậu bỏ qua cho, Tần Lâm, cậu thấy thế nào? Bạch Chiết hít sâu một hơi. Vậy món nợ của sư phụ tôi thì tính sao đây? Tôi muốn một cánh tay của hắn. Ánh mắt Tần Lâm trở nên lạnh lùng. Chuyện này. Bạch Chiết hít sâu một hơi, tên này thực sự quá mạnh. Bạch Phàm, mau ra tay. Bạch Chiết nhẹ nhàng nói, lúc này toàn thân Bạch Thiếu Đình đang run lên, bất giác lui về phía sau. Biểu cảm trong mắt Bạch Phàm cũng trở nên phức tạp. Không, không, chú ba, đừng mà. Ông hai, cháu xin ông, tha cho cháu đi, chú ba, cháu xin chú. Bạch Thiếu Đình sợ đến nỗi hồn bay phát lạc, cứ liên tục lùi lại phía sau, nhưng lúc này đã không còn ai có thể cứu được anh ta. Bạch Phàm cũng đành bất lực, lúc này ông ta mới từng bước tiến đến gần Bạch Thiếu Đình. Ra tay đi. Bạch Chiết gầm lên một tiếng. Nhưng lúc này con dao của Bạch Phàm đột nhiên được rút ra rồi trực tiếp lao đến chỗ Tần Lâm. Nhanh như điện xẹt, đồng tử của Tần Lâm lập tức co lại, thật không ngờ Bạch Phàm này lại dám chém mình. Lúc này Bạch Chiết đã nhanh chóng xông đến, không hề có chút chậm trễ nào, mối liên kết giữa hai người này vô cùng hoàn hảo, dường như không hề có sơ hở. Lúc này Bạch Chiết cũng đã ép sát Tần Lâm, ba người cùng vây Tần Lâm lại, sắc mặt anh liền trở nên vô cùng ảm đạm, sau đó xa sầm đến cực độ. Bọn thất phu. Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như thiêu đốt, hôm nay xem ra anh không thể lương thiện được rồi. Đệ tử, cẩn thận. Lũ khốn nạn đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ. Diệp Hiên Viên tức giận, nhưng ông đang bị thương nặng, căn bản không thể giúp được gì, ba người đó thật không biết xấu hổ, tất cả đều dốc toàn lực tấn công Tần Lâm. Bạch Thiếu Đình là thiên tài ưu tú nhất của thế hệ trẻ trong nhà họ Bạch. Bạch Phàm và Bạch Chiết sao lại có thể ra tay tàn nhẫn với con cháu mình chứ? Ánh mắt giữa Bạch Phàm và chú hai nhà họ Bạch đã đủ để nói lên tất cả, bọn họ muốn nhân cơ hội tấn công Tần Lâm và giết anh, đây là điều rõ như ban ngày. Đáng tiếc là Tần Lâm không hề yếu như bọn họ nghĩ, cả ba liên thủ lại mới có thể đánh ngang được với Tần Lâm. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T sao Am Linh 2 sao 47, C sao Om để ủng hộ chúng mình nha. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày, Tần Lâm, mau chết đi. Bạch Thiếu Đình chế nhạo, trong mắt toát ra sát khí, cuối cùng anh ta cũng đợi được đến lúc này,
cả ba ông cháu hợp lực đánh Tần Lâm, lúc này thì cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Diệp Hiên Viên vẫn chưa hết lo lắng. Lúc này Tần Lâm không hề có chút nương tay nào, kiếm thuật thoát ẩn thoát hiện, cầm Thất Tinh Long Uyên trong tay, kiếm vô biên lao tới, đột nhiên xuất hiện một luồng bá khí khiến cho người ta phải nghẹt thở, ánh mắt Tần Lâm bỗng lóe lên, sau đó anh gầm lên một tiếng, hệt như hổ xuống núi, trận chiến này nhất định phải có thương vong. Cả ba không ngờ thực lực của Tần Lâm lại mạnh như vậy, trong tay anh cầm một tuyệt thế bảo kiếm vung ngang dọc, nhiều đây cũng đủ để làm cho năm người phải choáng váng. Nhưng với sức mạnh của hai người hạng 9 bảng rồng thì sức chiến đấu của bọn họ không đơn giản chỉ là 1 cộng 1 bằng 2, bọn họ đã dốc toàn lực chiến đấu thì Tần Lâm cũng cần phải biến tiến lui mới có thể làm bình ổn được cục diện. Bốn người giao chiến qua lại hơn 10 chiêu, Tần Lâm lại càng lúc càng thắng thế, nhưng lúc này mục tiêu của anh chỉ có một, đó chính là Bạch Thiếu Đình. Anh nhất định phải xử tên khốn này. Tần Lâm toát ra sát khí đùng đùng xông thẳng đến trước, làm cho Bạch Thiếu Đình sợ hãi run rẩy lùi về sau, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Không dê dê. Nhìn thấy Bạch Thiếu Đình đã bị Tần Lâm nhắm đến, anh ta vốn đã không còn đường lui nữa, lúc này Bạch Phàm và Bạch Chiết mới thất kinh, tên này thậm chí còn không thèm quan tâm đến vết thương mà chỉ một mực muốn giết Bạch Thiếu Đình, sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi. Mày dám! Bạch Phàm nhanh chóng xông đến, nhưng Tần Lâm không hề quan tâm đến điều đó. Các đường kiếm đan xen vào nhau, cắt qua cánh tay của Tần Lâm khiến máu bắn tung tóe, nhưng Tần Lâm vẫn không hề rút lui, sau đó chém ra một kiếm, lập tức làm gãy cánh tay của Bạch Thiếu Đình. À, một tiếng la thảm thiết vang lên từ miệng Bạch Thiếu Đình, sau đó Tần Lâm lảo đảo quay người rời đi, còn bả vai của Bạch Thiếu Đình đã trống không. Thiếu Đình, hai mắt Bạch Phàm như nứt ra, Bạch Thiếu Đình là trụ cột của thế hệ trẻ nhà họ Bạch, nhà học Bạch đã bỏ không biết bao nhiêu công sức cho anh ta, nhưng bây giờ lại bị Tần Lâm phế mất, mặc dù chưa chết nhưng nhát kiếm này đã hoàn toàn hủy hoại cả cuộc đời của Bạch Thiếu Đình. Còn ông nữa, sát khí của Tần Lâm vẫn không hề thuyên giảm. Bởi vì lúc này hai bên đã sử dụng bạo lực rồi, đương nhiên sẽ không còn đường lui nữa. Anh kiếm nhấp nháy hắt ra từ tay Tần Lâm, anh từ từ tiến đến chỗ Bạch Phàm và Bạch Chiết, vừa rồi cả hai đều bị kiếm khí khống chế, bọn họ không ngờ Tần Lâm lại ra tay tàn độc như vậy. Liếm vết máu trên khóe miệng, Tần Lâm lập tức trở nên cao hứng, kiếm vô cảnh như nuốt chửng bầu trời, cả hai căn bản không thể ngăn cản được sát ý của Tần Lâm, ngay khoảnh khắc đó. Cuối cùng bọn họ cũng cảm nhận được nỗi uy hiếp của cái chết, tên Tần Lâm này quá độc ác. Chú hai, làm sao bây giờ? Bạch Phàm vô cùng kích động, tên Tần Lâm này đã liên tiếp chém bọn họ bị thương, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù có là trụ cột của nhà họ Bạch thì cũng sẽ bị Tần Lâm chém chết, còn Bạch Thiếu Đình ở cạnh cũng đã ngất đi vì đau. Rút, mau chạy. Bạch Chiết biết lúc này ông ta đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn để giữ mạng của mình. Muốn trốn sao? Vậy các người phải hỏi Thất Tinh Long Uyên trong tay tôi đã. Tần Lâm giễu cợt, kiếm khí lướt như bóng mờ, khiến cho Bạch Phàm và Bạch Chiết khó mà tránh khỏi, sát khí đột ngột khiến bọn họ dựng cả tóc gáy. Ngay lúc này, một vệt kiếm từ trên trời xuất hiện, kiếm của Tần Lâm đan vào nhau tung hoành ngang dọc, thanh âm vang lên làm cho người ta không khỏi run sợ. Long phù đồ. Hai mắt Bạch Chiết sáng lên, nghiêm nghị nhìn người đàn ông trước mặt. Là ông. Tần Lâm nhíu mày, anh không ngờ người đang ở trước mặt mình lại là hạng một bảng rồng đã từng cứu anh ở cung điện băng Côn Luân, Long Phù Đồ. Tha cho ông ta một mạng, coi như tôi nợ cậu một ân tình. Long Phù Đồ nhìn sang Tần Lâm. Ánh mắt Tần Lâm trở nên lạnh lùng, anh siết chặt Thất Tinh Long Uyên trong tay, im lặng một lát, cuối cùng cũng chịu gật đầu, dù gì thì Long Phù Đồ đã từng cứu mình. Đừng để tôi thấy người nhà họ Bạch thêm lần nào nữa. Nếu thấy tên nào tôi sẽ giết tên đó. Tần Lâm lạnh lùng nói, sau đó xoay người đi về phía Diệp Hiên Viên. Còn không chịu đi mau. Long Phù Đồ cau mày. Cảm ơn rất nhiều. Bạch Chiết vội vàng đưa người nhanh chóng rời khỏi nhà họ Diệp. Lúc này sắc mặt của người nhà họ Diệp đều tái nhợt đầy hoảng sợ. Tần Lâm đúng là tuyệt thế cao thủ, ngay cả nhà họ Bạch Anh cũng không coi ra gì. Thiếu gia nhà họ Bạch không ngờ lại bị chém đứt lìa cánh tay. Điều này khiến cho mọi người bàng hoàng đến khó tin. Sư phụ, người không sao chứ? Tần Lâm lo lắng hỏi. Không sao. Diệp Hiên Viên lắc đầu, sau đó liếc nhìn đám người nhà họ Diệp đang run rẩy trốn trong đại sảnh, tất cả đều đang tỏ vẻ mong chờ, nhưng Diệp Hiên Viên đã không còn tha thiết gì với nhà họ Diệp nữa rồi, mọi kỳ vọng đều đã biến mất.
Trong một tứ hợp viện yên tĩnh ở ngoại ô thủ đô, có hai ông già mấy năm nay vẫn ngồi trong sân chơi cờ. Sân vô cùng sạch, là nơi mà lúc trước có nhiều hộ chung sống, xem ra hai ông già là người rất giàu có và tốt bụng. Bên cạnh bọn họ cũng có hai người đang ngồi, một người mặc áo dài xám đang nhắm mắt nghỉ ngơi, người còn lại chính là Bạch Chiết của nhà họ Bạch. Băng Thanh Long là băng đảng ngầm lớn nhất Hoa Hạ, hơn nữa sức mạnh còn trải rộng khắp cả nước, sở hữu hàng trăm nghìn băng nhóm và còn là băng đảng đầu tiên được thành lập. Điều quan trọng nhất là băng Thanh Long hiện tại đã phát triển từ băng Thanh trước đó, sau đó đổi thành băng Thanh Long và tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay. Tứ đại long chủ của băng Thanh Long phân thành Đông, Tây, Nam, Bắc bốn hướng của Hoa Hạ, mỗi long chủ đều là sự tồn tại tối cao, hơn nữa mỗi người còn có một hộ vệ tương ứng, đó chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ đại hộ vệ của băng Thanh Long phải bảo vệ long chủ của bọn họ, còn Bạch Chiết thì bảo vệ cho Bắc Long chủ. Có thể nói đó là một vị trí vô cùng cao trong bang Thanh Long, dưới một người trên vạn người, thực lực khó mà tưởng tượng được. Bạch Hổ hộ vệ Bạch Chiết, đó chính là sự tồn tại lừng danh trên giang hồ, là hộ vệ thật sự của bang Thanh Long, danh hiệu này đã khiến không ít người khiếp sợ. Hai ông già đang chơi cờ kia càng đáng sợ hơn cả Bạch Chiết. Nhưng không ai biết hai người này chính là một trong hai long chủ của bang Thanh Long đang chiếm một nửa thế giới ngầm ở Hoa Hạ. Ha ha ha, lão ô, ông lại thua tôi rồi sao? Ông già áo xanh cười nói, mặt đầy vẻ hớn hở. Tên già nhà ông mấy năm nay thắng đến điên rồi, chẳng lẽ còn không biết nhường tôi hay sao, thật chán quá đi. Ông lão áo trắng xua tay, mặt mày không mấy vui vẻ. Chừng này tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ, còn muốn tôi nhường ông nữa à? Ông già áo xanh vẫn phất lờ, tuổi tác hai người cộng lại chắc cũng tầm 130-140 rồi. Thôi dẹp đi, đấu không lại ông, không có việc cần nhờ thì không đến tìm đâu, mau nói đi, đến tìm tôi có việc gì, lại còn đem theo hai hộ vệ đến, xem ra hôm nay thật sự có chuyện quan trọng muốn bàn với tôi nhỉ. Ô Thanh Sơn cười nói, với thân phận là một trong tứ đại long chủ của bang Thanh Long, ông ấy chính là nhân vật lợi hại nhất ở phía Đông Hoa Hạ, không ai dám coi thường ông ấy. Ông ấy có cả trăm nghìn người dưới trướng, Đông Long chủ cũng được coi là vị trí cao nhất. Ngay cả Tất Phương Hoa đến đây cũng phải kính nể ba phần. Mặc dù ông ta là một trong tứ đại long chủ, cho dù là thuộc hạ của Ô Thanh Sơn hay địa vị thì ông ấy đều đứng đầu trong bang Thanh Long, không ai có thể sánh kịp. Vậy nên hôm nay Tất Phương Hoa mới đem hộ vệ Bạch Hổ là Bạch Chiết đến đây, thậm chí còn có cả hộ vệ Huyền Vũ Lăng Vân Vũ đi cùng nữa. Bạch Chiết nhìn sang Tất Phương Hoa, hai người dương mắt nhìn nhau, sau đó Tất Phương Hoa lên tiếng. Hay là ông nói đi, Bạch Chiết. Vậy thì để tôi nói, thưa hai vị long chủ. Bạch Chiết nói. Hộ vệ Bạch cũng không phải người ngoài, cứ nói đừng ngại. Ô Thanh Sơn cười nói. Tôi muốn giết một người tên Tần Lâm. Tôi muốn dùng sức mạnh của bang Thanh Long để lấy lại mặt mũi cho nhà họ Bạch. Bây giờ ngay cả tôi cũng bại trong tay hắn, vậy nên tôi kính mong quý long chủ làm chủ cho tôi. Bạch Chiết thẳng thắn nói với vẻ mặt u uất. Nhà họ Bạch ở thủ đô cho dù thế nào cũng là danh gia vọng tộc, tôi nghĩ Đông Long chủ đây cũng biết, lần này tên Tần Lâm đó đã ức hiếp người quá đáng, làm cho nhà họ Bạch tôi phải mất hết thể diện, vậy nên tôi mới đến tìm Tất Đại Nhân để cùng với Đông Long chủ đây thương lượng. Tần Lâm, chuyện này, không thể thương lượng chút nào sao? Ô Thanh Sơn nhíu mày, mặc dù đã quản lý bang Thanh Long ở phía Đông nhiều năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta gặp chuyện như vậy. Hộ vệ Bạch Hổ Bạch Chiết lại muốn dùng đến sức mạnh của bang Thanh Long để đi đối phó với một kẻ bình thường ư. Bạch Chiết và tôi cũng từng là anh em tốt, nhưng lần này lại xảy ra chuyện quá lớn, tất cả đều tại tên Tần Lâm đó, vậy nên ông ấy mới bất lực tìm đến tôi, lão ô, ông cho chút ý kiến đi. Ha ha ha, Tất Phương Hoa cười nói. Bây giờ hộ vệ Huyền Vũ cũng đang ở đây, ông ấy sẽ chiến đấu cùng hộ vệ Bạch Hổ. Chỉ cần một câu nói của ông thì bang Thanh Long sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc của ông ấy, vậy thì sau này ông ấy sẽ không còn gì phải lo lắng gì nữa. Mặc dù ông là Đông Long chủ, nhưng nơi chủ chốt thật sự của Đông Bắc lại chính là thủ đô, cũng là địa bàn của ông. Cho nên dù gì cũng nên nói với ông một tiếng. Tất Phương Hoa nói rất có ý, dù gì Bạch Chiết cũng đã theo mình nhiều năm như vậy, cũng coi như là anh em rồi. Với tư cách là hộ vệ Bạch Hổ, Bạch Chiết đã phải chịu nhiều uất ức. Vậy thì bang Thanh Long của chúng ta cũng rất khó coi, ông nói xem có đúng không?
Tất Phương Hoa liên tục nói, lúc này Ô Thanh Sơn mới bắt đầu trầm tư, rất rõ là Ô Thanh Sơn dường như không muốn dây vào mấy chuyện không đâu. Phù Đồ, ông thấy sao? Ô Thanh Sơn nhìn về phía cửa, lúc này Long Phù Đồ đang từ từ bước tới, với thân phận là một hộ vệ của bang Thanh Long, không ai dám đặt nghi vấn về thực lực của Long Phù Đồ, sự xuất hiện của Long Phù Đồ lại càng làm cho bầu không khí thêm nghiêm trọng. Cho dù là Bạch Chiết hay Lăng Vân Vũ, cả hai đều cảm thấy như đang đối mặt với hiểm nguy. Bởi Long Phù Đồ là hạng một bảng rồng, là người đứng trên đỉnh của cả hoa hạ này. Thân phận và địa vị của Long Phù Đồ không thể tách với bang Thanh Long, đương nhiên không thể đem so với Bạch Chiết và Lăng Vân Vũ được. Cho dù có đi đâu thì chỉ có thực lực mới nói nên tất cả. Hộ vệ Thanh Long đến rồi à, hôm nay đúng là một buổi anh hùng tụ họp, ha ha ha. Tất Phương Hoa cười nói. Tần Lâm là con trai Tần Trì. Long Phù Đồ nhìn sang Ô Thanh Sơn rồi nói. Ô Thanh Sơn bất giác sững ra. Đó là con trai của một người bạn cũ, tôi và bố Tần Trì có quan hệ khá tốt, chuyện này e là không được rồi. Ô Thanh Sơn vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng lần này lại là cháu trai của người quen cũ, điều này làm cho Ô Thanh Sơn như bị mắc kẹt ở giữa. Mặc dù bây giờ nhà họ Tần đã suy tàn, nhưng dù gì vẫn còn chút ít quan hệ. Tôi không quan tâm ông ta là Tần Trì hay Vương Trì, tôi nhất định phải giết tên Tần Lâm này. Bạch Chiết trầm giọng nói. Hộ vệ Thanh Long cứu tôi một mạng, đương nhiên trong lòng tôi vô cùng cảm kích, nhưng cho dù hắn có là con ai cháu ai thì tôi cũng sẽ giết hắn. Phải xứng danh lại cho nhà họ Bạch. Ồ hố, xem ra hôm nay đến đông quá nhỉ, bác Ô dạo này khỏe không? Một tiếng cười đột nhiên vang lên ở cửa tứ hợp viện. Tần Trì xách theo hai túi bánh hoa quế và hai chai rượu Escoto sao đỏ đến, vừa đi vừa cười tâu toét. Trì tử, là cậu sao? Hai mắt Ô Thanh Sơn lập tức sáng lên, đã 20 năm không thấy Tần Trì xuất hiện, ông vốn tưởng Tần Trì đã chết, nhưng không ngờ con trai của người quen cũ vẫn còn ở đó, điều này thật khiến Ô Thanh Sơn rất xúc động và phần nào cảm thấy an tâm. 20 năm qua Tần Trì hệt như bốc hơi vậy, hầu như không có tin tức gì. Ngay cả Ô Thanh Sơn cũng không biết Tần Trì đang ở đâu. Còn không phải sao, mấy năm nay cháu không đến thăm bác Ô được, mong bác tha lỗi cho cháu, ha ha ha. Tần Trì cười nói. Để tôi xem ai muốn giết con trai tôi nào. Tần Trì nhìn sang Bạch Chiết với vẻ bình thản. Cậu là Tần Trì à? Bạch Chiết lập tức trở nên lạnh lùng, ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Trì bằng ánh mắt đáng sợ. Đến cả con trai tôi còn đánh không lại. Vậy mà còn muốn ra tay với ông đây à? Tần Trì bật cười khanh khách. Mọi người đều là người một nhà cả, không đánh không quen biết. Ha 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 ha, tôi thấy chuyện này nên dừng lại ở đây đi, để tôi làm người trung gian hòa giải nhé, thấy thế nào? Ô Thanh Sơn nói, dù sao đây cũng là địa bàn của ông, hơn nữa đây cũng là con của Tần Trì, cho dù thế nào thì ông cũng không thể đứng ngoài được. Không dám nhận một nhà đâu, tôi cũng không cần hòa giải. Chuyện này đã làm nhà họ Bạch chúng tôi mất hết mặt mũi rồi, lần này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đông Long chủ, nếu đã như vậy thì tôi xin người đừng xen vào chuyện này, cứ để tôi tự giải quyết. Bạch Chiết trầm giọng nói. Xem ra càng ngày càng thú vị đây, lão Ô, chỗ của ông thật đúng là đất quý, xem ra hôm nay hộ vệ Bạch Chiết của tôi tới đây là đúng rồi. Tất Phương Hoa mỉm cười, sau đó đứng về phía Bạch Chiết. Ý của anh Bạch cũng là ý của tôi. Cả hai người Lăng Vân Vũ và Bạch Chiết đều lạnh lùng nhìn sang Tần Trì, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Sao nào, còn muốn ra tay à? Dám động vào con tôi thì tôi sẽ chém chín đời nhà kẻ đó. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ông trời cũng không ngoại lệ. Tần Trì cười nhẹ. Chẳng lẽ bang Thanh Long của tôi cũng không ngoại lệ sao? Tất Phương Hoa cười âm hiểm nói. Với thân phận là một nhân vật mạnh hàng đầu hoa hạ. Từ trước đến nay Tất Phương Hoa chưa bao giờ nói như vậy với ai. Thôi bỏ đi, chỉ tử. Ô Thanh Sơn xua tay nói. Ông dám động vào thì tôi cũng sẽ giết luôn ông. Bang Thanh Long sao, trong mắt tôi chỉ là cỏ rác mà thôi. Tần Trì vừa cười vừa nhìn về phía Tất Phương Hoa. Tôi thực sự không biết ông lấy đâu ra sự tự tin mạnh mẽ như vậy, có tin tôi sẽ chôn các người dưới mảnh đất thủ đô này không? Tất Phương Hoa cũng sục sôi lửa giận. Nhìn chằm chằm vào Tần Trì. Năm đó ông ta cũng là một kẻ mạnh nắm giữ mọi thứ trong tay, danh tiếng lừng lẫy khắp hoa hạ, ai dám không nể mặt chứ? Long chủ của bang Thanh Long,
địa vị đó không hề tầm thường chút nào. Dựa vào hai tên rác rưởi thuộc bảng rồng tép siêu ở bên cạnh ông sao? Tần Chỉ cười khẩy, hoàn toàn không thèm để ý đến Bạch Chiết và Lăng Vân Vũ, hai tên rác rưởi này không phải là đối thủ của Tần Lâm. Mặt Bạch Chiết và Lăng Vân Vũ lập tức biến sắc, nổi giận đùng đùng. Cao thủ bảng rồng mạnh nhất Hoa Hạ trong mắt Tần Chỉ lại không đáng một xu sao? Tần Chỉ cũng quá ngông cuồng ngang ngược rồi đấy, ai mà không tức giận được chứ? Tôi khuyên các người tốt nhất đừng chủ động thì hơn, nếu không tôi không dám bảo đảm các người có thể ra khỏi căn tứ hợp viện này đâu. Tần Chỉ nhún vai nói, vốn dĩ Bạch Chiết và Lăng Vân Vũ muốn ra tay nhưng lại có một luồng khí thế đáng sợ trấn áp khiến hai người họ không thở nổi. Mạnh quá! Thực lực của người này không hề đơn giản chút nào. Trong lòng Bạch Chiết và Lăng Vân Vũ đều có cảm giác như thế. Bác ô, người cháu cũng gặp rồi, tạm biệt bác. Tần Chỉ vẫy tay rời khỏi căn tứ hợp viện, lúc này Bạch Chiết và Lăng Vân Vũ mới thấy nhẹ lòng hơn. Khốn nạn, tên này rốt cuộc là ai? Ông ô, hắn ta dám coi thường Băng Thanh Long chúng ta. Tất Phương Hoa phẫn nộ nói. Không coi hai cao thủ bảng rồng ra gì, đúng là quá ngông cuồng, tôi muốn xem tên này rốt cuộc mạnh thế nào. Bạch Chiết và Lăng Vân Vũ không nén được cơn tức giận. Ông không phải là đối thủ của Tần Chỉ đâu, cộng hai người lại sợ rằng cũng không đấu lại được. Long Phù Đồ trầm giọng nói. Không thể nào, hắn ta là ai, tôi không tin lại có người dám coi thường tôi và anh Lăng, hai chúng tôi đều là cao thủ bảng rồng, lẽ nào còn không mạnh bằng hắn sao? Hừ, Bạch Chiết sửng sốt nhìn Long Phù Đồ. Núi cao còn có núi cao hơn, cao thủ bảng rồng thì sao chứ? Trong mắt ông ta tất cả đều như cỏ rác, hai người họ cũng vậy. Băng Thanh Long cũng thế. Long Phù Đồ bình thản nói. Lần này ngay cả Tất Phương Hoa cũng nhìn Long Phù Đồ với vẻ mặt không thể tin nổi. Phù Đồ, tên họ Tần này thực sự lợi hại như vậy sao? Tất Phương Hoa cũng không biết rốt cuộc Tần Chỉ là ai, thân phận thực sự đáng sợ như thế nào. Còn hơn thế nữa, đến tôi cũng không biết rõ thực lực của ông ta. Long Phù Đồ lắc đầu. Cũng không đến mức coi thường cao thủ bảng rồng chứ. Băng Thanh Long tôi có mấy chục nghìn đệ tử, lẽ nào còn sợ hắn ta sao? Nếu như Tần Chỉ thực sự giống như ông nói, dũng mãnh can đảm có thể trở thành tướng lĩnh đánh thắng trăm vạn quân địch thì tôi mới kính nể coi hắn là một nam tử hán. Cao thủ bảng rồng sức mạnh như vũ bão, tên này hỗn xược quá rồi đấy. Tất Phương Hoa trầm giọng nói. Trong mắt ông ta cao thủ bảng rồng chỉ là rác rưởi chứ chẳng phải có địa vị thấp hèn. Long Phù Đồ nói. Trong giây phút này Bạch Chiết và Lăng Vân Vũ đều giận sôi máu. Các người còn không chịu thua, 20 năm trước ông ta chính là người xếp hạng bảng rồng, không phải ông ta không lọt vào bảng rồng mà là không thèm góp mặt vào danh sách. Long Phù Đồ nói xong liền cười đau khổ thở dài một tiếng. Lúc này Tất Phương Hoa và Ô Thanh Sơn bốn mắt nhìn nhau, Bạch Chiết và Lăng Vân Vũ cũng vô cùng sững sờ bàng hoàng. Các người chỉ biết Tây Phương Ma Huyết, nhưng lại không biết Đông Phương Chí Tà. Tần Chỉ chính là người đó. Bạch Chiết và Lăng Vân Long ngớ người ra, Đông Phương Chí Tà, 20 năm trước đã từng tung hoành khắp thế gian. Nếu như lúc này Tần Chỉ muốn thì đã dễ dàng giết chết các người rồi. Sau khi Long Phù Đồ rời đi, Bạch Chiết và Lăng Vân Vũ đều sởn hết tóc gáy. Cái này, Bạch Chiết cuộn chặt nắm đấm, mặt tái mét lại, vô cùng lo lắng, lúc này ông ta đã sụp đổ hoàn toàn, nơm nớp lo sợ. Tần Chỉ là ai? Cuối cùng ông ta cũng đã biết, đó là nhân vật mà bản thân không thể nào động vào được, nhà họ Bạch không thể nào động vào được, ngay cả Băng Thanh Long hùng mạnh nắm giữ Hoa Hạ hàng trăm năm cũng vậy. Nào ai dám động đến nhân vật như thế chứ? Bây giờ Bạch Chiết mới nhận ra, một mình Tần Lâm đã khiến cho nhà họ Bạch bó tay chịu chết, bây giờ chỉ cần Tần Chỉ ra tay nhà họ Bạch sẽ bị diệt vong. Đông Phương Chí Tà? Sao có thể chứ? Tần Chỉ lại là Đông Phương Chí Tà ư? Nhưng Long Phù Đồ không thể lừa ông ta được, ngay cả bản thân ông ấy cũng không biết rõ sức mạnh của Tần Chỉ. Những người có mặt trong bảng rồng đều là cao thủ hàng đầu hạng nhất hạng nhì ở Hoa Hạ, võ công cao cường, nhưng Tần Chỉ lại không thèm xếp hạng. Ý của Long Phù Đồ rất rõ ràng, nếu như Tần Chỉ tranh đoạt với ông ấy thì đệ nhất bảng rồng thuộc về nhà ai còn chưa biết rõ, nhưng có lẽ Long Phù Đồ không phải là đối thủ của Tần Chỉ. Điều này khiến Bạch Chiết thất vọng tràn trề. Ngay cả Băng Thanh Long cũng không coi ra gì thì trong mắt ông ấy hai cao thủ ở trong bảng rồng hèn mọn như họ thực sự là rác rưởi rồi còn gì.
Bây giờ Bạch Chiết hoàn toàn không màng đến thể diện nữa, thể diện có thể ăn được sao? Cứ tiếp tục ra vẻ thì e rằng cả nhà họ Bạch sẽ bị người ta trừ khử. Bây giờ đối với Bạch Chiết mà nói, danh tiếng của Tần chỉ giống như một cơn ác mộng vậy. Đừng nói đến Bạch Chiết, ngay cả Lăng Vân Vũ ở bên cạnh và Tất Phương Hoa cũng thấy buồn rầu. Long chủ của bang Thanh Long cũng đang sợ đến phát run rồi, đây là sự uy phong và bá đạo ở đẳng cấp nào chứ? Danh tiếng của con người giống như bóng cây vậy, danh hiệu Đông Phương Chí Tà chính là như thế. Ô Thanh Sơn dở khóc dở cười, bây giờ không còn đường lui nữa rồi, ông ấy cũng chẳng sợ gì, Tần Trì sẽ không ra tay với ông, dù gì cũng là trưởng bối, hơn nữa còn là bạn thân giao của bố Tần Trì, nếu không hôm nay Tần Trì cũng sẽ không đến thăm ông. Nhưng đám người Tất Phương Hoa thì khác, đặc biệt là Bạch Chiết. Mặc dù nhà họ Bạch khá có danh tiếng ở thủ đô, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không thể nào so sánh được với Đông Phương Chí Tà. Năm đó Đông Phương Chí Tà chính là một truyền kỳ, là thần thoại của người phương Đông chúng ta, không ngờ rằng người này chính là Tần Trì. Cái danh bảng rồng chấn động khắp Hoa Hạ, có thể được xướng tên trong bảng nhưng không thèm, duy chỉ có Đông Phương Chí Tà, tên tuổi của cậu ta không cần dùng bảng rồng để giải thích nữa rồi. Ô Thanh Long trầm giọng nói, đám người Bạch Chiết cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn khiến họ không thể nào cử động được. Bây giờ Bạch Chiết đã toát hết mồ hôi lạnh, vốn dĩ hôm nay đến tìm Đông Long chủ Ô Thanh Sơn để nhờ ông chủ trì đại cục, khao khát muốn giết chết Tần Lâm nhưng kết quả lại khiến bọn họ sững sờ bật ngửa. Bạch Chiết hiểu rõ, hôm nay nếu như không phải có Ô Thanh Long giúp đỡ thì chưa chắc bọn họ đã sống sót bước ra khỏi căn tứ hợp viện này. Bạch Chiết biết chắc rằng với sức mạnh của cá nhân Tần Lâm đã đủ để hủy diệt nhà họ Bạch. Chuyện đã đến nước này rồi, ai ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, ngay cả Tất Phương Hoa cũng khó qua được cửa ải này. Một khi Tần chỉ điên cuồng chém giết, không có gì đảm bảo được rằng ông ta sẽ không bị cuốn vào trong. Long Phù Đồ đã rời đi rồi, ông ta sẽ không tham gia vào chuyện này, bởi vì ông ta cũng chẳng thể nào đoán được sức mạnh thực sự của Tần Trì. Bây giờ tất cả trách nhiệm đều là của bọn họ, có thể xử lý tốt được hay không thì phải dựa vào bản thân. Tần Trì bình thản rời đi, không gây ra động tĩnh gì, khiến bọn họ mơ hồ không rõ rốt cuộc ông đang muốn làm gì. Tất Phương Hoa và Bạch Chiết bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng hướng về phía Ô Thanh Sơn, bây giờ ông là người duy nhất có thể hòa giải. Ông Ô, ông xem, có thể ra mặt hòa giải được không? Tất Phương Hoa cười khổ nói, bởi vì trước đó Ô Thanh Sơn từng nói muốn ra mặt để hòa giải nhưng lại bị từ chối, đây chẳng phải là loại dắt không đi, đánh không lùi điển hình sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.